Chương 2460, độc đan. Nếu không như vậy, đường đường tiên vương tầng 9, lại há có thể rãnh rỗi như thế. Ai, những tiểu tử này càng ngày càng không an phận, bọn họ làm sao không suy nghĩ một chút, lấy thần thức nhạy cảm của tiên vương, nơi này phát sinh nhất cử nhất động làm sao có khả năng giấu giếm được bọn họ. Không biết tiến thối, chỉ có thể tranh giành nhất thời, xa lánh người khác, người như vậy há có thể được tiên vương coi trọng. 5 người Lang Hàn rất nhanh liền đi tới khu vực trung lập. Nơi này kỳ thực rất nguy hiểm, xuyên qua khu vực này chính là địa bàn dị vực, mà dị vực cũng thỉnh thoảng sẽ vòng qua khu vực trung lập khởi xướng tiến công tiên vực. Nơi này tương đương với thiên địa sơ khai, nếu cơ duyên của chúng ta nghịch thiên, có thể sẽ đạt được chỗ tốt kinh người. 5 người Lang Hàn tiến vào khu vực trung lập, cũng còn tốt, bởi vì khu vực này đang không ngừng mở rộng, sắp bao trùm thông đạo hai giới, vì lẽ đó những ngày qua sau, dị vực rất ít phát động công kích, chỉ có người dưới thăng nguyên cảnh mới có thể vượt qua, vậy có tác dụng gì? Dị vực chỉ đưa ra muốn tiên phủ cảnh luận bàn, nhưng phương tiên vực chậm chạp không có đáp ứng, chỉ lo đó là một nhục nhã nặng nề. Ngược lại bọn họ cũng không thể sằng bậy, đúng hay không? Tiến vào khu vực trung lập, 5 người đều thả lỏng ra. Quy tắc của nơi này không giống tiên vực, cho dù tiên vương đến cũng biến thành phế nhân, bởi vậy bọn họ hoàn toàn không cần phải lo lắng thần thức của tiên vương sẽ dò vào nơi này, kia căn bản là chuyện không thể nào. Mục tiêu của bọn họ là càn quét sinh linh nơi này, thiên địa sơ khai, mỗi một con kỳ thực đều là bảo vật vô thượng. Vận may của đám người Lang Hàn luôn không tệ, rất nhanh để bọn họ gặp phải một sinh linh đặc hữu nơi này, hơn nữa còn đạt đến tiên phủ cảnh, 5 người cùng nhau tiến lên, 2-3 lần liền quyết định con sinh linh tựa như lộc lại tựa như dê này. Xé ra nhìn, quả nhiên, trong trái tim sinh dưỡng một cây ăn quả, kết 3 trái cây khổng lồ, mùi thơm ngát thoải mái. Kỳ quái, khu vực này hình thành thời gian vẫn chưa tới 100 năm, làm sao có khả năng sinh dưỡng nhiều sinh linh mạnh mẽ như vậy, còn có tiên dược niên đại kinh người. Vũ Hoàng nhìn bốn phía, lộ ra vẻ không hiểu. Lang Hàn suy nghĩ một chút nói, bí mật của thiên địa, còn không phải chúng ta hiện tại có thể thấm nhuần. Nữ Hoàng gật đầu, tiếp lời nói, quy tắc phụ thuộc vào thiên địa, cho dù là quy tắc thời gian thần bí nhất cũng phục vụ cho thiên địa, vậy ngoại giới ngăn ngắn 100 năm, nhưng nơi này xuất hiện sinh linh 100 triệu năm cũng không kỳ quái. Lang Hàn cất đi con sinh linh này, hắn từng thử, ăn loại thịt thú này, có thể bổ sung một ít lực lượng quy tắc tiêu hao. Cho hắn mà nói, cái này một chút tác dụng cũng không, nhưng đối với những người khác mà nói, lại có trợ giúp kinh người. Ngẫm lại Lang Hàn liền biết, kéo dài liền có thể mài chết người. Thịt thú này có thể bổ sung quy tắc, tương đương với để cho người khác cũng có thể phục chế kỳ tích của hắn. Có điều, lực lượng quy tắc trong thịt thú có hạn, tuyệt đối không thể so với hắc tháp. Lang Hàn vắt hết óc, ta ngược lại có thể nghĩ biện pháp, luyện những thịt thú này thành đan dược, tăng lên hiệu quả khôi phục. Không muốn a. Hổ nữ vội vã ôm lấy bắp đùi của Lang Hàn, nữ muốn ăn thịt, không muốn ăn đan dược, đắng lắm. Lang Hàn không khỏi có chút dở khóc dở cười, nhà đầu này từ sáng đến tối chưa ăn ra còn có thể nghĩ đến cái gì. Trời a, hổ nữ lẽ thẳng khí hùng nói. Bốn người Lang Hàn đều mỉm cười, thiên phú võ đạo cao như thế nhưng vẫn tham ăn ham chơi như thế, toàn bộ thiên hạ phỏng chừng cũng chỉ có nàng, quả thực chính là lãng phí rất lớn. Nếu như nhà đầu này chịu để tâm ở trên võ đạo nhiều hơn nữa, thành tựu của nàng tuyệt không chỉ dừng lại ở đây. 5 người tiếp tục tiến lên, một đường càn quét, nhưng sinh linh ở nơi này rất ít ỏi, hơn nữa trên mặt đất chọc lốc ngay cả cọng cỏ cũng không có. Hiện tại nơi này là thiên địa sơ khai, một cây cỏ, một thân cây đều là nguyên, thuộc về vô thượng chí bảo. Đương nhiên, sinh linh quái lạ nơi này nói không chắc toàn bộ là động vật, thực vật lẫn nhau hỗn hợp, không thể xuất hiện thực vật thuần túy. Bọn họ liên tục càn quét 1 tháng, cuối cùng quyết định trở lại. Kỳ nghỉ sắp kết thúc, Nhiếp Hòa Sơn sẽ có nhiệm vụ mới giao cho bọn họ. Có điều, ở trước khi trở lại Lang Hàn lại chạy tới thung lũng kia một chuyến, muốn xem sinh linh dưới lòng đất, nhưng hắn không dám thả thần thức xuống, chỉ ở phía trên hơi cảm ứng, hắn liền phát hiện con sinh linh kia lại mạnh mẽ mấy phần. Quả nhiên, vùng thế giới này đang cấp tốc hoàn thiện quy tắc, mà sinh linh càng mạnh hơn cũng sắp xuất hiện trên đời. Có thể giết chết con sinh linh này hay không? 5 người Lang Hàn đều thầm nghĩ, nơi này mỗi con sinh linh đều tương đương với nguyên thú, hơn nữa còn tự mình mang tiên dược, tác dụng lớn kinh người. Tuy hiện tại vẫn không có hình thành thị trường, nhưng tin tưởng theo càng nhiều người phát hiện tác dụng của những sinh linh này, thi thể cùng với tiên dược trong trái tim của bọn nó đều sẽ bán ra giá cao kinh người. Đến thời điểm đó lại muốn săn bắn bọn chúng liền khó khăn, nơi này chính là không bao giờ thiếu thiên tài cùng cường giả. Vì lẽ đó, bọn người Lang Hàn muốn nhân lúc phong trào này vẫn không có sôi động, mau chóng giết con đại thú thăng nguyên cảnh kia. Vấn đề là, bọn họ đều chỉ là tiên phủ, muốn giành một đại thú thăng nguyên cảnh không phải ý nghĩ kỳ lạ sao? cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nữ hoàng có vẻ định liệu trước, con đại thú này có một nhược điểm lớn nhất, chính là tương đương với bị trấn áp, không cách nào nhúc nhích mảy may, chí ít không thể rời đi nơi đó. Không sai, Lang Hàn gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, đúng rồi, tuy sức chiến đấu của chúng ta gộp lại cũng không thể ngang hàng thăng nguyên cảnh, nhưng ta là tứ tinh đan sư, có thể luyện chế đan dược tứ tinh. Mà đan dược tứ tinh cũng không chỉ là thuốc bổ, còn có độc dược, hắn chưa từng đi nghiên cứu qua độc đan, bởi vì hoàn toàn không có cần thiết, nhưng hiện tại hắn có ý niệm này. Trở lại binh doanh, Lang Hàn lập tức tiến vào hắc tháp, bắt tay luyện chế độc đan. Bên ngoài chỉ qua 2 ngày, Lang Hàn cũng đã tìm ra một loại độc đan thích hợp, chỉ suy nghĩ làm sao che lấp khí tức, ngụy trang thành một viên tiên đan tốt nhất. Chương 2461, mất đi hiệu lực thượng. Chỉ là hắn còn không có thời gian đi mua vật liệu độc đan, thập thất doanh liền toàn thể xuất phát, đi tới một chỗ tiến hành huấn luyện. Lần này không phải khu vực trung lập, mà lui trở về cánh đồng hoang vu sau Thông Thiên Quan. Nơi này là chiến trường thứ 2 của tiên vực cùng dị vực, ở đây cũng chết trận rất nhiều cường giả tiên vực, dị vực, vô số năm sau, số lượng cường giả chết đi cũng nhiều đến khiến người ta giận sôi. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, chính là đi dạo ở trong cánh đồng hoang vu, thời gian 1 tháng. Lang Hàn đi qua cánh đồng hoang vu, biết nơi này tương đối đáng sợ, khí tức mạnh mẽ kia cho người ta áp lực quá to lớn. Hơn nữa, lần này con đường bọn họ đi còn không giống trước. Trước đó bọn người Lang Hàn đi qua kỳ thực là cố ý mở ra, đã di chuyển đi lượng lớn thi thể cường giả, nhưng hiện tại phải đi, là khu vực không hề có một chút xử lý nào. Nhiếp Hòa Sơn vẫn để cho mọi người chia làm 20 tiểu đội, sau đó phân công nhau hành động. Thẩm Siêu hừ một tiếng, mang theo 6 tên thổ dân đơn độc hành động, hoàn toàn không để ý tới Lang Hàn cùng 4 tên đệ tử của Thánh Nguyên Học Viện. Lang Hàn cũng vui vẻ đến mắt không thấy tâm không phiền, chỉ là nháo trò như thế, e là thổ dân cùng người ngoại lai trong lúc đó mâu thuẫn sẽ càng lúc càng lớn. Hắn không khỏi thở dài, dị vực sắp đánh đến cửa ải, còn có thật nhiều người đặt tinh lực ở nội đấu, mất không thời gian cùng tinh lực. Có điều, hắn lại nở nụ cười khổ, dẫn đầu không làm gì hẳn là 3 tên thiên tôn kia đi, bằng không có bọn họ ra tay, chiến sự của Thông Thiên Quan tất nhiên sẽ không căng thẳng như vậy. Nếu hắn còn có thể nhớ lại mình từng ở trong thời gian Trường Hà gặp phải Cửu Ngũ Thiên Tôn tập kích, phỏng chừng càng khó chịu. Tâm tình của hắn không thích, đi ở phía trước không nói một lời, mà 4 người Mai Hoa tự nhiên cũng không dám nói gì, bầu không khí có vẻ cực kỳ ngột ngạt. Đang cất bước, chỉ nghe âm thanh thẻ 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 vang lên, một bộ xương trắng không biết từ nơi nào xông ra, cao tới 3 trượng, hình thù kỳ quái, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả nó đến cùng hình dạng ra sao. Bạch cốt này, thật giống như Sáng Thế Thần ở thời điểm sáng tạo sinh linh nhất thời thất thủ, muốn tái tạo lại một vật không vừa ý, nhưng bóp mấy cái lại đổi chủ ý, còn giao cho sinh mệnh. Vì lẽ đó, xấu, kỳ quái, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nó đến cùng như cái gì. Lang Hàn đảo qua một chút, xương cốt trên người bộ xương này cực kỳ ngổn ngang, hiển nhiên là do xương trên thật nhiều bộ thi thể ghép lại mà thành. Hàn thiếu cẩn thận, Lục Trấn nhắc nhở, những bộ xương này đều là thi thể của cường giả dị vực biến thành, có một tia ý chí vẫn không có bị thiên địa tiêu diệt, tuy cảnh giới cao đã bị các tiên vương càn quét qua, nhưng vẫn tương đối lợi hại. Lang Hàn gật đầu, nếu Nhiếp Hòa Sơn để bọn họ rèn luyện ở đây, tin tưởng bạch cốt này phải đạt đến tiên phủ cảnh, hoặc là nói, sẽ có bạch cốt tiên phủ cảnh xuất hiện. Quái vật này cũng không phải sinh linh, không thể nào phán đoán tu vi, chỉ có thể đánh qua mới biết sức chiến đấu ra sao. Lang Hàn nhanh chân đi ra ngoài, đón lấy bộ xương này. Tê, hí, bộ xương này phát ra thanh âm cổ quái, vung mạnh cánh tay lên, bạch cốt dài khoảng 1 trượng đập tới Lang Hàn. Lang Hàn ra tay, oành, hắn cùng bộ xương này trao đổi một đòn, thân hình bộ xương kia bị đẩy lui về phía sau, mà thân hình của Lang Hàn cũng run lên, chỉ cảm thấy con mắt đau nhức, hình như có máu tươi muốn chảy ra. Hắn không khỏi kinh ngạc, kỳ thực sức chiến đấu của bộ xương này cũng không quá mạnh mẽ, chỉ mạnh hơn Tứ Bí một chút, nhưng trong công kích mang theo hung sát chi khí của nơi này, cho thần hồn của hắn xung kích tương đối lớn. Chẳng trách Nhiếp Hòa Sơn muốn để bọn họ tới nơi này rèn luyện, quả thật có thể đưa đến hiệu quả rèn luyện rất tốt. Hô, bạch cốt có tính dai cực mạnh, lập tức vung vẩy một tay, đập về phía Lang Hàn. Thân hình của Lang Hàn nhảy nhót, liên hoàn ra tay, không ngừng oanh kích bạch cốt. Oanh oanh oanh, ở hắn không ngừng oanh kích, xương nó xuất hiện từng vết nứt, như mạng nhện nằm dày đặc. Xoảng, ở sau một trọng quyền, bộ xương cuối cùng nát tan, xương gãy rơi mất một chỗ. Nhưng Lang Hàn lập tức khoanh chân ngồi xuống, tuy hắn thu được thắng lợi, lại bị khí thức của bộ xương mang theo không ngừng oanh kích, có chút đã tiến vào thân thể, đang bốc lên ở trong cơ thể hắn, nhất định phải lập tức trục xuất, nếu không sẽ có vấn đề lớn. Ngồi xuống chính là 1 ngày 1 đêm mới trục xuất được luồng sát khí kia. Cái này không phải quy tắc sát lục, mà là võ giả dị vực chết rồi lưu lại không cam lòng, phẫn nộ cùng nhiều loại tâm tình, có thể giết người, chém tâm. Lang Hàn lau mồ hôi trên trán, nhưng bất ngờ phát hiện, chỉ một ngày một đêm mà thôi, tu vi của hắn lại tăng lên rất nhiều. Hắn đầu tiên là không rõ, sau đó tỉnh ngộ, những cường giả dị vực này xác thực cực kỳ mạnh, trong cơ thể chất chứa năng lượng kinh người, cho dù chết rồi cũng không hoàn toàn tiêu tan, mà ở dưới thiên địa mài ép, những năng lượng này có thể để cho võ giả giới này hấp thu. Nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng hấp thu những năng lượng này, trong đó kèm theo sát khí của cường giả dị vực, nhất định phải chịu đựng được sát khí xung kích mới có thể hấp thu những năng lượng này. Làm hết sức đánh giết những bộ xương này, có chỗ tốt rất lớn. Lang Hàn nói, bốn người Mai Hoa đều gật đầu, kỳ thực bọn họ sớm biết đánh giết bộ xương nơi này sẽ có chỗ tốt, nhưng trước đây bọn họ theo Thẩm Siêu hành động, nào có cơ hội xuất thủ, hiếm thấy gặp phải một bộ xương liền bị thổ dân chia cắt. Bọn họ tiếp tục tiến lên, vận khí không tệ, không tới nửa ngày lại gặp phải một bộ xương, hơn nữa còn là cấp bậc địa hồn. Bộ xương như vậy, trong đó ẩn chứa năng lượng quá ít, Lang Hàn cũng lười muốn, liền để bốn người Mai Hoa đồng loạt ra tay. Bọn họ thành công tiêu diệt bộ xương này, thu được chỗ tốt trong đó. Lang Hàn ở chung quanh bọn họ bày xuống một trận pháp, sau đó liền một mình rời đi, đi tìm quái vật mới. Một tháng, hắn tổng cộng tiêu diệt 14 bộ xương, nhưng trong đó chỉ có 8 con là cấp bậc tiên phủ, 6 con khác là cấp bậc phân hồn. Lang Hàn nguyên bản cũng không muốn đánh giết, nhưng những bộ xương này cứ quấn quýt lấy hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là ra tay giết chết chúng nó. Chương 2462, mất đi hiệu lực hạ. Mỗi chân tuy nhỏ cũng là thịt, không cần thì phí. Tu vi của hắn cũng có tăng lên rõ ràng, đạt đến nhất bí trung kỳ, tốc độ tiến cảnh như vậy ở tiên phủ cảnh có thể nói là nhanh đến kinh người. Hắn trở lại cùng mọi người gặp mặt, khi thập thất doanh toàn bộ đến đông đủ, bất kể là Hổ Nữ, Vũ Hoàng hay Nữ Hoàng, đều có tiến bộ rõ ràng. Đáng tiếc chính là, nơi này bộ xương có hạn, cần thời gian rất lâu mới có thể một lần nữa xúc tích ra, mà người của Thông Thiên Quan lại quá nhiều, cần từng nhóm một thay phiên. Có người nói, chỉ có hạn mấy người có đặc quyền, có thể vô hạn chế bắt đầu nơi này tiến hành rèn luyện. Tỷ như bốn đế giả vô thượng của Thánh Nguyên Học Viện như Kỳ Vô Danh, Thích Thiện Tử, Hồng Hoang, Già Lan, còn có 2 tên đế tinh của biên quan. Theo lý thuyết, Lang Hàn cùng Vũ Hoàng cũng có thể được đãi ngộ như vậy, nhưng Vạn Cổ Tiên Vương trước còn nói muốn chăm sóc bọn họ thật giống như lãng quên bọn họ rồi, để bọn họ chỉ có thể tu luyện như những người khác, hạn chế tốc độ tiến cảnh của tu vi. Tiên Vương sẽ quên sự tình sao? Sẽ không, vậy vì sao Vạn Cổ Tiên Vương không đề bạt 2 người bọn họ, hẳn có dụng ý của hắn. Độc đan rốt cục luyện thành, Lang Hàn mỉm cười, hắn và đám người Nữ Hoàng lần thứ 2 tiến vào khu vực trung lập, từ cửa động kia bắt đầu đưa vào độc dược, có điều từ bên ngoài đến xem, 7 viên độc đan này tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập mùi thơm ngát, hoàn toàn chính là tiên đan. Vì ngụy trang dược tính của độc đan, Lang Hàn thực là rất khổ tâm. Nhất định phải thành a, đây chính là bỏ ra vô số tinh thạch của ta. Lang Hàn khá đau lòng, coi như là độc đan, vậy cũng là cấp bậc tứ tinh, thành phẩm tự nhiên cực cao. Lang Hàn đưa độc đan vào, theo một luồng sức hút vào tới, hô, 7 viên độc đan liền bị hút vào trong động, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. 5 người đều ngồi ở bên cạnh hang động, chờ đợi dược hiệu phát sinh. Chỉ qua một lúc, mặt đất đột nhiên rung động, thật giống như phát sinh địa chấn. 5 người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, điều này nói rõ độc đan phát huy hiệu quả, vì lẽ đó nhân vật mạnh mẽ kia mới sẽ bị dằn vặt, cách cái chết không xa. Nhưng lại một lát sau, rung động ngừng lại, một luồng khí tức đáng sợ từ cửa động phun trào ra, tràn ngập sinh cơ, cường đại đến kinh người. Không được, con quái vật này không chỉ không chết, trái lại trở nên càng mạnh hơn. Lẽ nào là độc thú sao, không sợ độc tố, ngược lại hóa độc tính thành năng lượng, tăng lên tu vi. 5 người Lang Hàn đều kinh hãi, cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ. Trộm gà không xong ngược lại mất nắm gạo. Không đúng, Lang Hàn lập tức lắc đầu. Độc sở dĩ là độc, là bởi vì quy tắc, nghiên cứu đến nền tảng, độc kỳ thực không hề khác quy tắc sát lục, thời gian, không gian. Nữ Hoàng học 1 biết 10, lập tức rõ ràng ý nghĩ của Lang Hàn nói. Nhưng ở khu vực trung lập này, quy tắc bị đánh phá, quy tắc độc tính ở đây có khả năng đã biến thành quy tắc thuộc tính mộc, trái lại tràn ngập sức sống. Vì lẽ đó, chúng ta dùng độc đan độc giết con quái vật này, không những không có hiệu quả, trái lại để nó trở nên càng mạnh hơn. Hổ Nữ vỗ tay nói, vậy chúng ta dùng thuốc bổ độc chết nó, độc dược độc không chết, vậy dùng thuốc bổ đến độc. Cái này nghe rất hoang đường, nhưng ở trong thiên địa mới quy tắc hỗn loạn này, lại có thể phát sinh. Lang Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu, không đúng, vừa nãy tuy độc dược đã biến thành thuốc bổ, nhưng cũng không có nghĩa là thuốc bổ sẽ biến thành độc dược. bởi vì quy tắc quá nhiều, trời mới biết ở đây đạo quy tắc nào mới đối ứng hệ độc. Bốn người Vũ Hoàng suy nghĩ một chút, cũng gật đầu theo. Có thể quy tắc hệ kim mới đối ứng độc đạo nơi này, có thể là hệ thủy, có thể là hệ lôi, thiên địa mới, quy tắc mới. Vậy làm sao bây giờ, từng cái thử sao? Nhu Yêu Nữ không cam lòng nói. Lang Hàn lắc đầu, luyện chế một lò độc đan cũng làm cho ta tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nếu như thử từng cái, ở trên tài lực căn bản không đủ. Vậy làm sao bây giờ? Có, Lang Hàn đột nhiên vỗ tay, chúng ta tiếp tục cho nó ăn độc đan. Xong, Lang Hàn của nữ choáng váng, Hổ Nữ vuốt đầu của Lang Hàn, kia đối với đại quái vật này mà nói là thuốc bổ a. Lang Hàn cười nói, ta biết, Nữ Hoàng cùng Vũ Hoàng nhất thời hiểu được, gật đầu nói. Rõ ràng, các ngươi rõ ràng cái gì? Nhu Yêu Nữ đầy mặt mờ mịt, ghét nhất người khác ở trước mặt nàng chơi thần bí. Lang Hàn không dám thần bí, bởi vì có Hổ Nữ, kéo lên khẩu vị của nha đầu này là phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, để ngừa nàng nổi khùng. Hắn nói, một lò độc đan này đối với quái vật kia mà nói hiệu quả hết sức rõ ràng, tu vi tăng lên rất nhiều. Đúng nha, vậy tại sao còn muốn tẩm bổ nó? Nhu Yêu Nữ nháy con mắt đẹp đẽ, trên mặt vẫn không rõ. Lang Hàn cười ha ha nói, nhưng không nên quên, nơi này có tu vi hạn chế, ngay cả tiên vương muốn mạnh mẽ chui vào cũng chỉ có phần bạo thể mà chết. Nói tới chỗ này, Nhu Yêu Nữ cuối cùng hiểu được. Hả, ngươi là muốn con quái vật này bổ chết, con quái vật này ăn độc đan có thể tăng cao tu vi, nhưng nơi này có hạn chế tu vi, một khi vượt qua, kết cục chỉ có đùng. Bạo thể, cho dù con quái vật này là thiên địa xúc tích, có thể được hưởng một ít đặc quyền, nhưng tương tự vẫn sẽ bị hạn chế. Trong thiên địa, tất nhiên phải có quy tắc, đi, trở lại mua vật liệu, tiếp tục luyện đan. Bọn họ về binh doanh, đám người Vũ Hoàng đều lấy tài nguyên tu luyện của mình tới, lại đi vào thành đổi lấy vật liệu bọn họ cần. Thông Thiên Quan rất lớn, tuy sản vật cằn cỗi, nhưng bởi vì có di cốt cường giả dị vực, trên thực tế cũng không thiếu vật liệu tu luyện, bởi vì những di cốt này có tác dụng lớn, có thể luyện chế thành đan dược, bảo khí. Đặc biệt sau khi học sinh của Thánh Nguyên Học Viện đến, chợ trao đổi cũng biến thành cực kỳ thịnh vượng, một bên mang đến vật liệu phong phú của tiên vực, một bên là di cốt của cường giả dị vực. Lang Hàn đi tới chợ, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, thịt thú ở khu vực trung lập cũng được bày ra bán, hơn nữa ghi rõ công dụng, có thể bổ sung lực lượng quy tắc. Chương 2463, phong vân ám lên. Cái này gợi ra náo động rất lớn, để người có tiền vung tiền như rác, lẫn nhau tranh giành chọn mua. Một thiên địa mới hình thành, cho dù nhỏ đến đáng thương, nhưng vẫn như cũ sẽ xúc tích ra cơ duyên to lớn. Kỳ thực tất cả thế lực lớn đều nhìn chằm chằm, chỉ là trong khu vực trung lập hạn chế đẳng cấp cường giả, bởi vậy mọi người đều đang tỏa quan. Quan trọng nhất chính là cái gì, ai cũng chưa từng thấy thiên địa hình thành, quan sát quá trình này, đối với bọn họ hiểu rõ tiên vực hình thành có giúp đỡ cực lớn, mà vấn đề này nhắm thẳng vào quy tắc hạt nhân, thậm chí vượt qua bản thân quy tắc. Ngươi nói cái này trọng yếu hay không? Bởi vậy, thịt thú có thể bổ sung quy tắc đương nhiên tiêu thụ mạnh, ý nghĩa cùng giá trị của cái này đều quá to lớn. Lang Hàn không khỏi lắc đầu, nói vậy ở trước hắn kỳ thực đã có người phát hiện diệu dụng của thịt thú, dù sao hắn đi vào muộn a, chỉ là người ta giống như hắn, đều lựa chọn âm thầm phát tài, thừa dịp tin tức vẫn không có lan rộng ra ngoài trước kiếm lời một chuyến. Nhưng cuối cùng giấy không gói được lửa, có người lấy ra thịt thú bán, bí mật này đương nhiên không giữ được nữa. Có thể suy ra, ngày mai, không, ngày hôm nay sẽ có vô số người tràn vào khu vực trung lập, triển khai săn bắn điên cuồng. Hơn nữa, bên tiên vực này có thể phát hiện, lẽ nào dị vực sẽ không sao? Cạnh tranh kịch liệt, có thể sẽ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lang Hàn không cần quan tâm nhiều, trước tiên mua vật liệu cần mua, sau đó trở lại binh doanh, tiếp tục luyện chế độc đan. Thông Thiên Quan, trong một pháo đài đá to lớn, Nạp Cổ Tiên Vương ngồi cao ở trên, hắn chính là Tiên Vương tầng 9, từ mấy kỷ nguyên trước cũng đã đến nơi này đóng giữ, cũng ở Thông Thiên Quan nắm giữ thế lực mạnh mẽ. Trên thực tế, số lượng Tiên Vương ở Thông Thiên Quan tuyệt đối đứng đầu tiên vực, nếu nguồn lực lượng này đột nhiên tràn vào tiên vực, sẽ để cách cục thế lực của tiên vực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng vì đối kháng dị vực, những Tiên Vương đạt thành thỏa thuận, mỗi một tên Tiên Vương đều chỉ có thể ở bên ngoài nghỉ ngơi thời gian nhất định, sau đó nhất định phải đến Thông Thiên Quan hiệu lực. Đương nhiên, sau khi lập xuống đại công tích, vẫn có thể trở lại tiên vực, hưởng thụ an bình sinh hoạt một hồi lại trở về. Có điều, đại bộ phận Tiên Vương vẫn ở đây cắm rễ. Tại sao? Bởi vì nơi này có thời cơ có thể đột phá thiên tôn, hai giới va chạm, có thể sẽ xuất hiện lỗ thủng, để bọn họ vượt qua Tiên Vương, trở thành thiên tôn. Bốn phía Nạp Cổ Tiên Vương, ngồi xếp bằng 7 con trai của hắn, người xưng Thường Gia Thất Vương, đều là Tiên Vương, hơn nữa một cái so với một cái ưu tú, lão đại là Tiên Vương tầng 5, mà lão thất là tiên vương tầng 8, cách tầng 9 cũng không xa. Phụ thân, chúng ta cũng nên vì khu vực trung lập mà làm chút mưu tính. Thường gia lão ngũ nói, hai mắt của Nạp Cổ Tiên Vương khép kín, như một tượng thần. Thường gia thất vương đã quen dáng dấp của phụ thân như vậy, Thường gia lão đại nói. Thiên địa sơ khai, có thể chiếm được cơ hội dòm ngó nguyên thủy đạo tắc, cái này có trợ giúp chúng ta bước ra cửa ải tiên vương, bước vào thiên tôn vị. Mấy vị tồn tại kia, sợ rằng đều là như vậy mới bước vào thiên tôn vị a. Thường gia lão nhị nói, lúc này, Nạp Cổ Tiên Vương đột nhiên mở hai mắt ra, nhất thời Thường gia thất vương đồng thời ngậm miệng lại. Ta đã tính toán một chút, trong vùng thế giới này có cơ duyên to lớn. Nạp Cổ Tiên Vương nói, trong hai mắt, thần quang tứ xạ, thật giống như có thể nhìn thấy tương lai. Phụ thân, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Thường gia lão tam hỏi, làm hết sức chiếm cứ địa bàn. Nạp Cổ Tiên Vương nói, có điều, thế lực nhìn chằm chằm chỗ này rất nhiều, các ngươi làm hết sức, nhưng không nế quá mức, hiện tại còn chưa tới thời điểm toàn lực tranh cướp. Vâng, phụ thân đại nhân. Thường gia thất vương đều cung kính gật đầu. Ở một bên hồ, sóng nước lấp loáng, một lão giả đang thả câu, phía sau đứng một người trẻ tuổi, khom người trang nghiêm. Nếu thật, vậy thiên địa mới kia sắp chân chính mở ra, trong đó ẩn chứa cơ duyên to lớn. Hiện nay sư phụ còn không thể tiến vào, vì lẽ đó ngươi trước tiên đi bố cục a. Lão giả nhắm hai mắt, từ tốn nói. Vâng, người trẻ tuổi cung kính đáp ứng. Hắn gọi Mạnh Phi Thành, là một trong rất nhiều đệ tử của lão giả này, cũng là trẻ trung nhất, có tiền đồ nhất. Cơ duyên ở trời, ở người, sư phụ suy tính qua, lần này thiên địa mới có thể sẽ sản sinh một hạt nhân, chiếm được, liền có thể nhìn thấy bí mật bản nguyên của quy tắc thiên địa. Lão giả nói, Mạnh Phi Thành lộ ra vẻ kích động, đệ tử nhất định sẽ vì ân sư đoạt được thiên địa hạt nhân. Lão giả gật đầu nói, đi thôi, sư phụ rất yên tâm với ngươi. Vâng, 5 người Lang Hàn lần thứ 2 tiến vào khu vực trung lập. Bọn họ xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh lại đi tới thung lũng kia, nhưng bởi vì hiệu quả của thiệt thú đã lộ ra ánh sáng, bọn họ một đường lại đây cũng gặp phải lượng lớn thợ săn, ngay cả ở trong thung lũng này cũng có người càn quét, thử vận may. Cũng còn tốt, hiện tại có thể tiến vào khu vực trung lập vẫn như cũ chỉ có tiên phủ, hơn nữa có vẻ còn duy trì một quãng thời gian, cũng không phải lo lắng gặp phải thăng nguyên cảnh. Người trong sơn cốc không nhiều, bởi vì tảng đá nơi này quá sắc bén, nhất định phải đạp không mà đi, như vậy sẽ tiêu hao lực lượng quy tắc, sau một quãng thời gian ai cũng không đỡ nổi, bởi vậy mọi người đều lượn một vòng liền đi ra ngoài. Vấn đề là, võ giả vào cốc nối liền không dứt, thật giống như mình không tận mắt nhìn một chút, xác định nơi này không có sinh linh mới sinh ra liền không yên lòng. 5 người Lang Hàn đi tới địa phương, đều khẽ nhíu mày, bởi vì thỉnh thoảng có người đi qua, mà bỏ ra độc đan sẽ làm con sinh linh phía dưới kia phát ra động tĩnh khổng lồ, tất nhiên cũng sẽ hấp dẫn người phụ cận lại đây. Nếu như có người không biết phân biệt, vậy không thể làm gì khác hơn là chiến. Lang Hàn nói, 4 người Vũ Hoàng đều gật đầu, nói đến đánh nhau bọn họ đúng là không cần sợ ai, ngoại trừ sức chiến đấu của bọn họ xác thực cực kỳ cường hãn ra, còn có hắc tháp có thể bổ sung lực lượng quy tắc, cái này còn hữu hiệu hơn nhiều thịt dị thú. Lang Hàn lấy ra độc đan, lần này hắn đầu nhập rất lớn, tổng cộng luyện ra 41 viên, nếu không thể quyết định con sinh linh kia, vậy hắn liền thiệt thòi lớn rồi. Chương 2464, làm sạch bãi. Ồ, tiên đan cấp cao, có người đi ngang qua, lập tức nhảy lại, quát lên. Thả tiên đan xuống, Lang Hàn nhìn sang, kia là một nam tử tuổi còn trẻ, vóc người thon dài, bận một bộ hoa phục, nhưng không thể bởi vậy phán đoán hắn đến cùng là thổ dân hay học sinh của Thánh Nguyên Học Viện, bởi vì hiện tại thổ dân ở trên ăn mặc cũng bắt được trào lưu rồi. Tại sao? Hắn hỏi, nhưng tay buông lỏng, nhất thời 41 viên độc đan đều theo hang động lăn đi xuống. Đáng chết, nam tử kia giận dữ, cho rằng Lang Hàn thà rằng lãng phí nhiều tiên đan như vậy cũng không cho mình. Thân hình hắn thoát ra, lấy tay nhấn xuống, nguyên lực hóa thành từng ngón nhỏ, chui vào hang động, muốn chặn lại những tiên đan kia. Còn Lang Hàn, chờ hắn thu hồi tiên đan lại tính sổ. Cút, Vũ Hoàng hừ một tiếng, đấm ra một quyền, khí thế hùng bá thiên hạ phun trào, nhất thời đẩy lui người kia. Nam tử kia cả kinh, lúc này mới nghiêm nghị nhìn về phía 5 người Lang Hàn. Không nhìn ra, các ngươi còn có chút thực lực, hắn là Tứ Bí, hẳn là một vị hoàng giả. Đi đi đi, tiểu hài tử không nên quấy rầy chúng ta chơi. Hổ nữ phất phất tay, chơi, vẻ mặt nam tử kia quái lạ, các ngươi lấy ra nhiều tiên đan như vậy ném vào trong huyệt động, lại là vì chơi. Có chơi như các ngươi sao? Hô, lúc này, trong hang động đột nhiên phát ra một luồng sức hút mãnh liệt, nhất thời, cục đá bốn phía đều lăn về phía hang động. Nam tử kia lập tức hiểu được nói, hóa ra phía dưới này còn cất giấu một dị thú. Ha 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 ha, các ngươi ném tiên đan vào, là muốn dẫn nó đi ra. Không đúng vậy, muốn dẫn dị thú đi ra, vậy thì không nên ném tiên đan vào, cái này ở trên suy luận là không thông a. Lẽ nào bọn họ thật đang đùa? Này, quỷ chán ghét, ngươi có đi hay không? Hổ nữ không kiên nhẫn nói, vẫn chưa có người nào có thể nói với Đồ Cảnh Thiên ta như vậy. Người trẻ tuổi hừ một tiếng, đầy mặt đều là kiêu ngạo, hắn thực sự không nghĩ ra cách làm của 5 người Lang Hàn, nhưng bắt đầu hứng thú, muốn ở chỗ này xem rõ ngọn ngành. Vậy thì đánh lật tên khốn kiếp ngươi. Hổ nữ ra tay, công về phía Đồ Cảnh Thiên. Đồ Cảnh Thiên một bên thét dài, một bên cùng hổ nữ chiến lên. Giao thủ một chút, Đồ Cảnh Thiên liền chiếm thượng phong. Hổ nữ đúng là đế giả, nhưng sức chiến đấu của nhất bí đế giả gần như tương đương với nhị bí hoàng giả, nhưng Đồ Cảnh Thiên là tam bí hoàng giả, một cảnh giới nhỏ này, chỉ ít chênh lệch gấp 10 lần sức chiến đấu. Cũng còn tốt, hổ nữ có thiên địa bản nguyên, mà Đồ Cảnh Thiên lại có lo lắng, không dám trắng trợn tiêu xài quy tắc, bởi vậy tuy hổ nữ rơi vào hạ phong, nhưng vẫn có thể tạm thời chống đỡ, trong thời gian ngắn không lo bị thua. 4 người Lang Hàn cũng không thèm để ý, nếu hổ nữ gặp phải nguy hiểm, bất luận Lang Hàn hay Vũ Hoàng ra tay, cũng có thể dễ dàng thay nàng hóa giải. Hiện tại trọng điểm bọn họ quan tâm là dưới lòng đất. Xèo xèo xèo, một lúc sau, có 7 nam một nữ xuất hiện, từ mỗi cái phương hướng phóng tới. Cảnh Thiên, vì sao giao thủ với người? Một tên mỹ phụ hỏi, nàng tựa hồ là đứng đầu trong 8 người. Bẩm Cẩn Di, ta hoài nghi bọn họ phát hiện một thú huyệt, đang muốn hấp dẫn nó đi ra. Đồ Cảnh Thiên vừa đánh vừa nói, hắn chiếm thượng phong, tự nhiên thong dong. Thú huyệt, 8 người kia đều là nhìn về phía hang động, chẳng ai không lộ ra vẻ hoài nghi. Cái cửa động này cũng quá nhỏ đi, có thể cất giấu tên to xác gì. Mỹ phụ hơi nhíu mày, tựa hồ đang cân nhắc cái gì, nhưng chỉ một hồi liền nói. Các ngươi lui ra, thung lũng này quy về Đồ gia ta. Câu nói này tự nhiên là nói với 5 người Lang Hàn, một bộ cao cao tại thượng. Đến Thông Thiên Quan đã thật nhiều ngày, Lang Hàn tự nhiên cũng biết thế lực của nơi này. Có thể nói, tiên vương ở nơi này thực sự là nhiều đến dọa người. Mấy kỷ nguyên trước, đại bộ phận tiên vương đều đến nơi này, khai chi tán diệp, có ở đây truyền xuống đời sau, có thì thu lấy đồ đệ. Nói chung, thế lực tiên vương trong Thông Thiên Quan nhiều đến thái quá, thăng nguyên cảnh căn bản không tư cách lập phái. Họ Đồ, đúng rồi, có một vị tiên vương tầng 4 họ Đồ, vậy 9 người này hẳn đều là hậu nhân của Đồ tiên vương. Lang Hàn làm sao có khả năng rời đi, đừng nói 9 người này chỉ là hậu nhân của tiên vương tầng 4, dù tầng 9 cũng không được. Hắn đứng chắp tay, cười nói, nếu như chúng ta không đi thì sao? Đồ Cẩn hừ một tiếng nói, làm sạch bãi cho ta. Vâng, 7 người phía sau nàng khom người đáp ứng, sau đó bay vọt ra, triển khai công kích về phía 4 người Lang Hàn. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, đại địa đột nhiên run rẩy dữ dội, cũng may tất cả mọi người là đạp không mà đứng, bằng không nhất định sẽ bị chấn đến người ngã ngựa đổ. Tình huống thế nào? 9 người Đồ Cẩn đều kinh hãi, địa chấn bình thường đương nhiên sẽ không được bọn họ coi là chuyện to tát, nhưng nơi này là thiên địa sơ khai, nếu phát sinh động tĩnh lớn, vậy thì là thiên địa đang diễn biến. Đây là lực lượng to lớn của sáng thế, ngay cả tiên vương cũng không thể ngang hàng, bọn họ làm sao có khả năng không sợ. Không đúng, Đồ Cẩn lập tức chấn định lại, không phải thiên địa kịch biến, mà là phía dưới có một con đại thú. Nàng đã cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ, mới đầu nàng vui mừng không thôi, bởi vì khí tức này càng mạnh mẽ nói rõ đại thú phía dưới cảnh giới càng cao, vậy giá trị cũng càng kinh người. Thịt thú có thể bổ sung lực lượng quy tắc, mà tiên dược thì lại có khả năng là cấp bậc tiên phủ, hiệu dụng kinh người. Nhưng rất nhanh kinh hỉ liền biến thành hoảng sợ, bởi vì cái khí tức này cường đại đến không bình thường. Thăng nguyên cảnh, âm thanh của nàng run rẩy. Hiện tại vùng thế giới này căn bản không cho cường giả thăng nguyên cảnh bước vào, nhưng ở đây lại xuất hiện một đại thú thăng nguyên cảnh, điều này có ý vị gì? Chỉ cần con đại thú này muốn, tất cả mọi người đều phải chết. Có thể không dọa người sao? Không có ai động thủ nữa, nơi này có khả năng có một đại thú thăng nguyên cảnh, chỉ cần xuất thế, có thể trong nháy mắt thuấn sát tất cả mọi người. Ai còn có tâm tình đánh giết, nếu như cái mạng nhỏ của mình không còn, tất cả đều thành không. Lang Hàn cực kỳ chấn định, thiên tôn cũng chỉ có thể không nhìn quy tắc, nhưng không cách nào ngự trị ở trên thiên địa, nơi đây mới mở, quy tắc thiên địa còn hoàn thiện, vùng thế giới này mới là to lớn nhất. Chương 2465, cưỡng ép độ kiếp. Có lẽ thiên tôn lại đây có thể cưỡng ép hủy diệt vùng thế giới này, dù sao lúc này mới vừa hình thành, như hài tử mới sinh, không thể là đối thủ của thiên tôn. Vì lẽ đó, đại thú là không thể xuất thế, chỉ có khả năng bị thiên địa trấn áp đến chết. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, tản mát ra khí tức càng ngày càng khủng bố. Đi mau, Đồ Cẩn vội vàng nói. Xèo xèo xèo, 9 người Đồ ra đều như không muốn sống mà thôi phát lực lượng quy tắc, cưỡng ép bay lượt, mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Phóng tới ngoại giới, thăng nguyên cảnh không đáng kể chút nào, trong thông thiên quan có chính là tiên vương, nhưng ở đây, thăng nguyên cảnh hoàn toàn xứng đáng là vô địch bá chủ, người nào có thể ngang hàng. Nhưng bọn họ chạy, lại có nhiều người hơn nghe được động tĩnh chạy tới xem rõ ngọn ngành, dù sao rất nhiều tiên vương đều suy tính qua, vùng thế giới này tân sinh, sẽ có cơ duyên kinh người xuất thế. Có điều, người của thông thiên quan đương nhiên biết nhau, đặc biệt là dính đến tiên vương, 9 người đồ ra cũng không dám ẩn giấu tình báo lớn như vậy, bằng không nếu để cho hậu nhân của tiên vương tầng 9 chết ở đây, bọn họ làm sao gánh được hậu quả như thế. Bởi vậy, bọn họ một bên chạy một bên kêu to đại thú thăng nguyên cảnh xuất thế, mau mau thoát thân. Thăng nguyên cảnh, cái này làm mọi người sợ hết hồn, vội vã chạy theo. Hổ nữ nhìn mà vỗ tay cười to, cái này thật giống như một đá chấn động tới ngàn chim, tình cảnh rất có ý tứ. Dưới lòng đất tản mát ra khí tức càng ngày càng khủng bố, cho dù là người ở ngoài thung lũng cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, để bọn họ căn bản không dám tới gần, ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Tin tức đại thú xuất thế cấp tốc truyền bá, để rất nhiều thế lực đều lánh xa, nhưng cũng có chút người đi ngược lại con đường cũ. Tỷ như, Mạnh Phi Thành, sư phụ nói, nơi đây khả năng hình thành thiên địa hạt nhân, chỉ có thời điểm thiên địa vừa sinh ra mới có, chờ thiên địa vững chắc sẽ chậm rãi biến mất. Trong hạt nhân thiên địa ẩn chứa bí mật khởi nguyên của một thế giới, là mẹ của quy tắc, nếu có thể đạt được, sẽ có hy vọng đột phá thiên tôn. Hắn lẩm bẩm nói, mặc dù cái này là hai giới đụng nhau sản sinh thiên địa, cho dù sinh ra thiên địa hạt nhân cũng không thể so với hạt nhân của tiên vực lúc trước, nhưng chung quy là chí bảo vô thượng, ngự trị ở trên tất cả tiên dược. Nơi đây rõ ràng hạn chế đến tu vi tiên phủ cảnh, nhưng có đại thú thăng nguyên cảnh xuất thế, chuyện này ý nghĩa là thiên địa hạt nhân có khả năng cực cao ở nơi đó. Hai mắt hắn phát sáng, thân hình nhảy động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Oanh, 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 trong thung lũng, mặt đất phảng phất như thảm nhảy lên, cái này cũng không chỉ chập trùng đơn giản như vậy, mà mỗi lần run run đều mang theo lực lượng kinh khủng. Oanh, Lang Hàn đánh nát mặt đất tập kích tới, chỉ cảm thấy nắm đấm có chút đau đớn. Đây chỉ là đại thú thăng nguyên cảnh khuấy lên dư âm, lại lợi hại như vậy, nếu như đối mặt con đại thú này, vậy bọn họ hiển nhiên là bị giết trong nháy mắt. Thiên địa hạn chế cảnh giới, nhưng nơi này có một đại thú thăng nguyên cảnh, hơn nữa còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, nó có thể là sinh linh mạnh nhất nơi này hay không? Nữ hoàng đột nhiên nói. Lang Hàn trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, có thể nó là nguyên thú trong nguyên thú, vương mạnh nhất. Thiên địa sơ khai, một nhóm sinh linh sớm nhất đều gọi là nguyên thú, đây là sinh linh khởi nguyên, nhưng những sinh linh khác chỉ là tiên phủ cảnh, phân hồn cảnh, chỉ có con này đạt đến thăng nguyên cảnh, tự nhiên có vẻ cực kỳ đặc thù. Có thể, giá trị của nó vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Bọn họ chỉ muốn đạt được thịt cùng tiên dược của con đại thú này, nhưng bây giờ nhìn lại, có thể giá trị của con đại thú này vượt xa cấp độ ấy. Ầm ầm ầm, đại địa như nổi trống, mỗi một cái chấn động đều như kích lòng người, tiên phủ cảnh thì đã làm sao, sắc mặt đều trắng bệch, chỉ cảm thấy trái tim muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, khó chịu đến không cách nào hình dung. Cũng còn tốt 5 người Lang Hàn đều cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả Nhu Yêu Nữ cũng là hoàng giả đỉnh cấp, miễn cưỡng đè xuống cảm giác khó chịu như vậy. Khí tức của con đại thú kia tăng lên vô hạn, đã chạm tới cực hạn của thăng nguyên cảnh. Nó xác thực được thiên địa sủng ái, thực lực vượt xa những sinh linh khác, nhưng vẫn không thể thoát khỏi quy tắc hạn chế, chỉ có thể nằm ở dưới nền đất mà không cách nào xuất thế. Kỳ thực cái này đã là mở ra cửa sau, nhưng nó lại tăng cường như thế, thiên địa cũng không thể thiên vị. Dù sao thiên địa không cách nào trực tiếp can thiệp thế gian, mà là thông qua quy tắc, nhưng quy tắc vô tình, như bánh răng vận chuyển, tinh chuẩn, chính xác, thiết diện vô tư. Khi con đại thú này lại có xu thế xung kích tiên vương, quy tắc của nơi đây bắt đầu nhằm vào mãnh liệt. Mây đen đột nhiên xuất hiện, nhưng không có ánh chớp đan dệt, mà có vô số ngọn lửa thiêu đốt, bất quá không có dâng trào, thật giống như đang xúc tích. Không được, chạy mau. Lang Hàn biến sắc, thiên kiếp xác thực sẽ không nhằm vào đồ vật ở ngoài mục tiêu, nhưng ở trong địa phương thiên kiếp bao trùm, đặc biệt là ngăn cản con đường thiên kiếp hạ xuống, vậy thiên kiếp cũng sẽ không chút lưu tình mà xóa đi. Đại thú ở dưới lòng đất, bọn họ đứng trên mặt đất, vừa vặn ở giữa thiên kiếp và đại thú, cái này không phải muốn ăn đòn sao. 5 người nhanh chân bỏ chạy, đều sử dụng sức lực bú sữa mẹ. Đúng lúc này, một ánh kiếm màu đỏ rực từ trong tầng mây bắn ra, đè xuống phương hướng thung lũng. Ánh kiếm này là do ngọn lửa tạo thành, kết vô số phù văn, tản mát ra khí tức cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Oanh, hỏa kiếm chân xuống, như trời xanh ra tay, đánh ra một kiếm giết thần diệt tiên. Ầm ầm ầm, toàn bộ thung lũng nhất thời bị phá hủy, đá loạn bay lượt, kích bắn về phía 4 phương 8 hướng. Oanh oanh oanh, 5 người Lang Hàn đều bị những đá vụn này bắn trúng, như từng viên đạn pháo, gia tốc từ trong thung lũng bay ra. Bọn họ nặng nề té lăn trên đất, Lang Hàn còn tốt, Nhu Yêu Nữ trực tiếp thổ huyết, cả người chịu không ít tổn thương, cực kỳ chật vật. Thể phách của Lang Hàn mạnh mẽ, chút đả kích ấy vẫn có thể chịu đựng. Hắn nhe răng, tựa hồ năm người mình huyên náo quá lớn, lần này đừng nói người phụ cận, e là toàn bộ khu vực trung lập cũng có thể nhìn thấy một màn kinh người này. Chương 2466, đối kháng trời. Vùng thế giới này mới mở, quy tắc vẫn còn chưa hoàn thiện, căn bản không có sinh linh nào vượt qua thiên kiếp, nhưng bọn người Lang Hàn mạnh mẽ để một con trong đó độ kiếp, cái này trâu bò không. Hơn nữa, con độ kiếp kia vẫn là cường đại nhất, bình thường chỉ có thể phong ấn. Thiên địa phát huy, muốn xóa đi tồn tại vượt qua quy tắc hạn chế, hỏa diễm kiếm liên tục hạ xuống, khủng bố vô biên. Năm người Lang Hàn chỉ có thể ở một bên xem, toàn bộ thung lũng đã hóa thành biển lửa, cái này không phải hình dung, mà là thật đã biến thành biển lửa, thung lũng nguyên bản đã sớm bị san bằng. Trong biển lửa có phù văn nhảy lên, là quy tắc hỏa diễm cao nhất nơi đây, không có đạt đến cấp bậc tiên vương, nhưng cũng không kém bao nhiêu, bằng không cũng không có tư cách đi chém con đại thú kia. Thét, trong một tiếng gầm giận dữ, trong biển lửa dựng lên một sinh linh hình thể to lớn, hướng trời gào thét. Đây là một sinh linh to lớn, dài vạn trượng, hình như cá voi, nhưng mọc ra hai cánh, cũng không phải cánh chim, mà như cánh rơi, trên cánh dài ra từng cái vuốt nhỏ, vải màu đen bao trùm toàn thân, như tiên kim vô thượng. Đây chính là con đại thú kia sao? Năm người Lang Hàn đều lẩm bẩm, con đại thú này kết hợp đặc điểm của sinh linh hai giới tiên vực cùng dị vực, tỉ như cá voi chính là hình thái của tiên vực, nhưng mọc ra cánh rơi là đặc sắc của dị vực. Đại thú giận thét với trời, âm thanh hóa thành sóng lớn, oanh kích về phía bốn phương tám hướng. Lang Hàn cùng Vũ Hoàng nhìn nhau, đều bước ra, thúc đẩy hai tay về phía bầu trời. Oanh, tiếng gầm kéo tới, nhất thời đẩy bọn họ lùi về phía sau. Hai người cũng phát ra gào thét, bùng nổ ra lực lượng kinh người, tạo ra một không gian an toàn, bảo vệ ba nữ hổ nữ. Xoạt xoạt xoạt, quần áo trên cánh tay của bọn họ trong nháy mắt bị xé thành mảnh vỡ, sau đó trên cánh tay xuất hiện từng vết máu, tiếp theo, từng mảng huyết nhục bị tước đi, hiện ra bạch cốt khiếp người. Thật đáng sợ, con cự thú này chỉ giống lên một tiếng, thì có uy thế như vậy, ngay cả hai đại đế tinh cũng chịu đựng vất vả như vậy. Cũng còn tốt, tiếng gầm cuối cùng đi qua, thân hình của Lang Hàn cùng Vũ Hoàng đều lảo đảo muốn ngã, chỉ là một hồi như thế, bọn họ không chỉ tiêu hao thất thất bát bát lực lượng quy tắc trong cơ thể, lúc trước xúc tích long khí cũng hoàn toàn tiêu hao hết. Thực lực của con đại thú này vượt xa thăng nguyên cảnh bình thường. Lang Hàn cực kỳ khẳng định nói, hắn không phải không có gặp qua thăng nguyên cảnh ra tay, nhưng thực lực so với con đại thú này không biết chênh lệch bao nhiêu. Khả năng cực cao là vương nơi đây, vốn là nhất định sẽ vượt lên trên chúng sinh. Nữ hoàng thong thả nói, con đại thú này cũng xui xẻo, lại gặp phải tứ tinh đan sư biến thái như Lang Hàn, không tiếc đánh đổi giúp nó lớn, kết quả để nó bị quy tắc thiên địa nhằm vào, muốn xóa đi tồn tại của nó. Quá mạnh mẽ, quy tắc không đồng ý. Hiện tại thung lũng hóa thành biển lửa, dung hợp quy tắc của hai giới, chúng ta cũng không tới gần được, đến thời điểm làm sao thu lấy thi thể của con đại thú này đây? Lang Hàn khó khăn nói, bọn họ trả giá nhiều như vậy, nếu như thu hoạch gì cũng không có, vậy cũng quá thiệt thòi đi. Chỉ có thể chờ đợi, thực lực của đại thú cực kỳ mạnh mẽ, nó nghịch thiên, vì mình mở ra một con đường sống. Các ngươi nói, nếu như nó không chết, sẽ không trở thành thiên tôn của vùng thế giới này chứ? Lang Hàn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, thực lực của con đại thú này đã vượt qua cực hạn của quy tắc, nếu như ngay cả quy tắc cũng không làm gì được, vậy nó liền có thể không nhìn quy tắc, cái này không phải là thiên tôn sao? Chỉ là cấp độ thiên địa không giống, thực lực của thiên tôn cũng không giống nhau. Thiên tôn của nơi này cũng chính là cấp độ tiên vương. Nếu như con đại thú này có thể sống sót, vậy căn bản không phải 5 người có thể ngang hàng, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ từ trên người nó đạt được bảo bối. Ai, Lang Hàn thở dài, ai, Hổ Nữ cũng thở dài, ai, 5 người đều rất phiền muộn, vốn chỉ muốn kiếm lời một chuyến, không nghĩ tới lại sẽ là một kết quả như thế. Đại thú a đại thú, ngươi ngàn vạn lần phải chết a. Hổ Nữ hai tay hợp thành chữ thập, vẻ mặt cực kỳ thành kính. Nữ còn muốn nếm thử mùi vị thịt của ngươi, ngươi nhất định không nên để cho nữ thất vọng, bằng không nữ chú ngươi cả đời lưu manh. Chuyện này nhất thời để bốn người bật cười, Hổ Nữ vẫn là Hổ Nữ kia, phương thức suy nghĩ vấn đề khác với tất cả mọi người. Đại thú chiến trời, nó vung hai cánh, giật động lên cuồng phong vô tận, hóa thành đao gió quét tới bầu trời, hỏa vân cũng bị phá tan. Thật là cường hãn, nó thật có thể nghịch thiên, ngay cả thiên kiếp cũng phá vỡ sao? 5 người đều lo lắng, cũng còn tốt, tuy hỏa vân phá tan, nhưng rất nhanh có càng nhiều hỏa vân nằm dày đặc, hình thành công kích càng đáng sợ. Nhân lực có hạn, nhưng lực lượng thiên địa là vô tận. Đại thú ngoan cường chống lại, thủ đoạn vô cùng, nó có thể điều khiển thủy, hỏa, lôi, kim cùng nhiều loại quy tắc, còn có quy tắc bọn người Lang Hàn không cách nào nhìn hiểu, đây là quy tắc của dị vực. Nhưng mặc nó dằn vặt làm sao, thì lực lượng của thiên địa vẫn mạnh hơn. Ở trong hồ nước thiên địa này, bất luận nhân vật nào cũng chỉ là một con cá nhỏ, làm sao có khả năng đối kháng thiên địa đây. Con đại thú này bắt đầu bị thương, khắp nơi đều chảy máu, mà máu của nó lại là màu xanh sẫm, nắm giữ sinh cơ kinh người, hất lên đất, bên trong lại có cỏ xanh liều mạng mọc ra, sau đó hóa hình, biến thành nai con, tiểu cẩu, long hình. Chạy loạn đầy đất, 5 người Lang Hàn đều nhìn mà trợn mắt ngoác mồm, con đại thú này tuyệt đối là đại dược kinh người, sinh cơ quá hào hùng. Cũng không nhất định, Vũ Hoàng lập tức tát nước lạnh, quy tắc của hai giới không giống, máu tươi của đại thú với nơi đây là thuốc bổ vô thượng, nhưng cho chúng ta mà nói có khả năng chính là độc dược. Cũng đúng, 4 người Lang Hàn đều gật đầu, bởi vì bọn họ luyện chế ra độc dược đối với đại thú mà nói là thuốc bổ hiệu quả kinh người, vậy nói không chắc máu thịt của nó với bọn họ mà nói là độc dược. Có điều, sinh cơ của con đại thú này cũng quá dạt dào, máu tươi có thể hóa thành những sinh linh khác, đây là lực lượng sáng thế a. Nó đến tột cùng là nhân vật gì? Chương 2467, tranh cướp, vượt qua cực hạn quy tắc còn có thể sống, máu tươi có thể hóa sinh linh, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa vĩ đại, thật là khiến người ta vắt hết óc cũng không cách nào tưởng tượng. 5 người đều cảm thán, càng ngày càng có nhiều người xuất hiện, không có một người tiến lên, đều ở phía xa quan sát, ai dám tiếp xúc thiên địa phong mang. Nhưng ai cũng biết, con đại thú này ghê gớm, ngay cả huyết nhục cũng có tác dụng lớn. Mà con đại thú này cũng đã tới gần biên giới tan vỡ, cánh rơi đã bị xé đi, đuôi cũng bị hỏa kiếm chém xuống, trên người lộ ra bạch cốt âm u, khí tức chập trùng bất định, đây là dấu hiệu sắp chết. Tất cả mọi người nóng lòng muốn thử, chỉ cần con đại thú này vừa bị thiên kiếp chém xuống, bọn họ sẽ triển khai tranh cướp. Ăn thịt đại thú như vậy nói không chắc có thể được bản nguyên diệu pháp của vùng thế giới này, hơn nữa con đại thú này xúc tích ra tiên dược lại quý giá cỡ nào. Nhị ca, chờ sau đó ngươi đi tranh cướp hài cốt con đại thú kia, ta đi lòng đất nhìn. Lang Hàn nói, di cốt đại thú quả nhiên quý giá, nhưng Lang Hàn càng tò mò chính là địa phương có thể xúc tích ra con đại thú này, có thể nơi đó chất chứa bí mật càng kinh người hơn, đương nhiên cũng có khả năng cái rắm cũng không có. Được, Vũ Hoàng gật đầu, tự tin mà lại khí phách. Lang Hàn nhìn về phía Hổ Nữ cùng Nữ Hoàng, các ngươi giúp nhị ca. Hai nữ gật đầu, một người thăm dò liền được rồi, nhưng phía trên tranh cướp là cần nhân thủ. Ta thì sao? Nhu Yêu Nữ rất tích cực hỏi, nàng cũng không muốn làm một khán giả. Ngươi, Lang Hàn nhìn chằm chằm nàng. Nhu Yêu Nữ đầy mặt kỳ vọng, nàng không ngại Lang Hàn phân mình nhiệm vụ khó khăn dường nào, kia ngược lại nói rõ Lang Hàn coi trọng nàng. Lang Hàn cân nhắc nửa ngày, mới nói, ngươi a, tùy tiện đi. Đệt, Nhu Yêu Nữ tức giận, nàng tốt xấu gì cũng là nhất bí hoàng giả, phóng tới thế lực lớn nào cũng có thể được trọng dụng, dù sao trong đại giáo tiên vương tầng 9, đế giả cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Lang Hàn không để ý đến nàng, chỉ nhìn chằm chằm bầu trời. Oanh, một ngọn lửa đáng sợ cuốn qua, đại thú nhất thời bị chém ngang hông, nó phát ra thần niệm không cam lòng, từ giữa bầu trời rớt xuống, khí tức lập tức tiêu tan. Con đại thú kia nguyên bản có thể trở thành chúa tể của vùng thế giới này, được thiên địa sủng ái, thực lực của nó thậm chí vượt qua quy tắc, chỉ cần lại cho nó một ít thời gian trưởng thành, ngay cả quy tắc cũng không thể thương tổn được nó. Nhưng hiện tại, nó bị ép sớm chiến một trận, kết quả chỉ có thể âm u chết đi, tự nhiên tràn ngập không cam lòng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không có một người dám lên trước. Ai biết con đại thú kia có còn một hơi hay không, nhân vật như vậy quá khủng bố, ngay cả ngũ bí đế giả đi tới cũng bị một đòn thuấn sát. Thiên kiếp bắt đầu tiêu tan, không chỉ mây đen giữa bầu trời biến mất, ngay cả biển lửa kia cũng nhanh chóng diệt đi, chỉ lộ ra một cái hố sâu to lớn, không thấy đáy. Ra tay, Lang Hàn cùng Vũ Hoàng đồng thời vọt ra, một cái chạy về phía hố sâu, một cái khác phóng về phía đại thú. Xèo xèo xèo, không chỉ bọn họ, chỉ thấy người xung quanh cũng như cá mập nghe thấy được mùi máu tanh, dồn dập bay về phía con đại thú kia, muốn phân một chén canh. Cút ngay, ta chính là hậu nhân của Trương Tiên Vương, ngươi dám tranh với ta. Phi, ta chính là hậu duệ thứ 7 của Thiên Khải Tiên Vương, ngươi tính là thứ gì? Thường gia ta tuyên bố, con đại thú này quy về chúng ta. Mọi người một bên cướp một bên kêu to, đều muốn lấy hậu trường dọa lui những người khác, độc chiếm chỗ tốt. Nhưng Tiên Vương ở Thông Thiên Quan thực quá nhiều, chỉ là tồn tại tầng 9 liền có mấy chục, mà Tiên Vương cấp dưới dĩ nhiên là càng nhiều, ai có thể dọa ngã ai. Coi như Tiên Vương trong lúc đó có chênh lệch đẳng cấp, nhưng hiện tại tình cảnh hỗn loạn như thế, ai sẽ để ý, đều điên cuồng ra tay. Lang Hàn không có quản, hắn tin tưởng thực lực của đám người Vũ Hoàng cùng Hổ Nữ, cho dù không thể độc chiếm con đại thú này, nhưng vẫn có thể phân được một chén canh lớn. Hắn bay lượn ở trong hố sâu, nỗ lực hồi ức, đối ứng địa phương con đại thú kia xuất thế. Chính là chỗ này, hắn rất nhanh xác định được vị trí, bởi vì ở chỗ này đã tính là đáy hố, lại còn có một cái hố sâu to lớn, sâu không thể thấy đáy. Đương nhiên, đối lập với hải dương này mà nói, cái hố này nhỏ hơn nhiều, đường kính đại khái chỉ khoảng vạn trượng. Từ to nhỏ mà nói, rất phù hợp hình thể của con đại thú kia. Lang Hàn không chút do dự, nhảy vào trong hố. Mới đầu, nơi này là một vùng tăm tối, nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy ánh sáng. Kia lại là từng viên ngôi sao. Vùng thế giới này thật đang diễn hóa thế giới của mình, lại như vị trí thế giới của bọn họ, có cổ giới cùng tiên vực hai tầng phân chia. Nơi này cũng như thế, bên trong đang diễn hóa một tầng khác, tinh thần nằm dày đặc, nhật nguyệt treo trên bầu trời. Ở đây, Lang Hàn phát hiện mình vô cùng mạnh mẽ, hô hấp một phát liền có thể đổ nát một ngôi sao. Cái này không phải ảo giác, mà là xác thực như vậy. Hắn trở lại cổ giới, tùy tiện duỗi tay liền có thể bóp nát một ngôi sao. Chỉ là thiên địa có quy tắc thiên địa, hắn quá mạnh mẽ, đi đến cổ giới tất nhiên sẽ bị tầng tầng hạn chế, sức chiến đấu áp chế đến trình độ cổ giới cho phép, bằng không hắn nhất định sẽ bị thiên địa bài xích về tiên vực, hoặc là bị ép chết ở nơi đó. Cổ giới yếu chỉ là quy tắc, nhưng thiên địa vẫn là vùng thế giới kia, ngay cả thiên tôn cũng không thể đối nghịch thiên địa. Hắn một đường qua lại, nơi này không giống như nơi con đại thú kia ở lại, hơn nữa càng mấu chốt chính là, lúc trước nhòm ngó hắn rõ ràng là một con mắt, tuyệt không phải dáng dấp của con đại thú kia. Con mắt này mang đến cho hắn cảm giác quá bất phàm, vì lẽ đó Lang Hàn chân chính muốn tìm kiếm, chính là con mắt kia. Hả, hắn hơi sững sờ, bởi vì hắn cảm giác được phía sau có khí tức đáng sợ giật động, đang có người nhanh chóng tiếp cận, hơn nữa vượt quá một đạo. Lang Hàn nghỉ chân, xoay người nhìn về phía sau, một người thanh niên đang bay nhanh, mà sau lưng hắn còn có mấy người đạp không mà đi. Cút ngay, người trẻ tuổi kia lao tới, lấy tay chộp tới Lang Hàn, oanh, nguyên lực hóa thành một bàn tay lớn khủng bố, một đường đi qua, tinh thể bốn phía nhất thời nổ tung. Chương 2468, thế lực khắp nơi thượng. Những tinh thể này chỉ vừa hình thành, nguyên bản cực kỳ yếu đuối, làm sao có khả năng ngang hàng uy năng của tiên phủ ngũ bí đế giả. Lang Hàn khẽ nhíu mày, trước vì chống đỡ đại thú nổ ra tiếng gầm, hắn đã hoàn toàn tiêu hao hết long khí trong cơ thể, hiện tại tự nhiên không có năng lực chống đỡ công kích của ngũ bí đế giả. Chỉ là người này cũng quá ác, muốn nói cút, vậy cũng là hắn trước tiên phát hiện nơi đây, có tư cách như vậy. Rất bá đạo, Lang Hàn hừ một tiếng, triển khai hư linh không gian, hắn thân hóa ngàn vạn, ung dung lướt qua đòn đánh này. Hả, người trẻ tuổi kia lộ ra vẻ kinh ngạc, thân hình đi tới ngừng lại, hai mắt sáng quắc có thần, chăm chú vào trên người Lang Hàn. Có thể né tránh một đòn của Mạnh Phi Thành ta, người ngược lại cũng không đơn giản. Hắn chắp hai tay sau lưng nói, thực lực không yếu, cho ngươi một cơ hội, làm chó của ta. Là đệ tử đích truyền của Tiên Vương tầng 9, hắn quả thật có tư cách kiêu ngạo. Lang Hàn vẫn không trả lời, làn sóng thứ ba đã chạy tới, đây là 9 người trẻ tuổi, hầu như giống nhau như đúc, mặc cũng giống như đúc, khiến người ta căn bản không thể phân biệt. Há, hóa ra là Mạnh huynh, 9 người cùng một chỗ mở miệng, rõ ràng là 9 người đang nói chuyện, nhưng chỉ nghe âm thanh phảng phất như là một người đang nói, cực kỳ quỷ dị. Mạnh Phi Thành quay đầu liếc nhìn, ánh mắt khẽ run lên, nhưng trên mặt không chút biến sắc. Thường Gia Cửu Hổ, ha ha, nơi này đã là địa bàn của Mạnh mỗ, kính xin cho cái mặt mũi, rời đi đi. Thường Gia cũng là thế lực Tiên Vương tầng 9, Nạp Cổ Tiên Vương không kém sư phụ của hắn chút nào, hắn tự nhiên không dám quá mức ngạo mạn. Hơn nữa, Thường Gia được trời cao chăm sóc, không chỉ thất tử của Nạp Cổ Tiên Vương đều thành Tiên Vương, Cửu Hổ càng là một mẫu sinh, một thai sinh, tuy chỉ có tư chất hoàng giả, nhưng 9 người tâm ý tương thông, gộp lại có thể ngang hàng một tên đế giả. Vì lẽ đó, 9 người này chính là kình địch của hắn. Ha ha, chúng ta còn muốn mời Mạnh huynh cho cái mặt mũi, tặng nơi đây cho chúng ta. Thường Gia Cửu Hổ cùng nhau nói, 9 người khác nào một thể. Lang Hàn không khỏi mỉm cười, nếu như hổ nữ ở đây, nhất định sẽ cực kỳ hiếu kỳ. Các ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Đi vệ sinh có phải là cũng cùng một chỗ? Các ngươi từng người cưới lão bà, hay chỉ cưới một cái? Thời điểm động phòng sẽ làm thế nào, 8 người khác ở một bên xem sao? Mạnh Phi Thành sầm mặt lại nói, Mạnh mỗ đã đáp ứng gia sư, muốn đưa một lễ vật quý giá cho lão nhân gia, các người muốn Mạnh mỗ tay không mà về sao? Thường Gia Cửu Hổ cũng cười gằn, chúng ta cũng nhận lệnh của mấy vị lão tổ tông, muốn khống chế khu vực trung lập này lại, không thể để cho người chiếm một cọng cây ngọn cỏ, vì lẽ đó nguyện vọng của Mạnh huynh sợ là không xong rồi. Chỉ có thể chiến một trận sao? Mạnh Phi Thành từ tốn nói, đặt ở tình huống bình thường hắn tự nhiên không sợ Thường Gia Cửu Hổ, nhưng ở đây, lực lượng quy tắc có hạn, hắn sợ đánh bại Thường Gia Cửu Hổ lại gặp kình địch, vậy hắn liền xong. Đương nhiên, cái kình địch này đương nhiên không bao gồm Lang Hàn, chỉ là nhất bí mà thôi, cho dù là đế giả cũng bị hắn một chiêu trấn áp. Chiến, Thường Gia Cửu Hổ đều lớn tiếng kêu lên, tỏa ra chiến ý hừng hực. Mạnh Phi Thành không có ra tay, mà nhìn về phương xa. Có điều, chúng ta không thể làm áo cưới cho người khác. Thường Gia Cửu Hổ cũng nhìn sang, Liễu huynh, ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Mạnh Phi Thành từ tốn nói, ha ha, không hổ là Mạnh huynh, cái này cũng không thể giấu giếm được ngươi. Trong một tiếng cười dài, oành, một viên tinh thể đột nhiên bạo nát, sau đó từ bên trong đi ra một thanh niên. Đối lập với tinh thể, hắn tự nhiên là bé nhỏ không đáng kể, nhưng hắn tản mát ra khí thế lại vượt xa, phảng phất như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Liễu Tam Biến, con mắt của Mạnh Phi Thành hơi híp lại, ta vốn tưởng rằng Tàng Thiên Nặc Địa thần thông của ta đã luyện đến mức độ đăng phong tạo cực, không nghĩ tới vẫn bị Mạnh huynh nhìn thấu, thực sự là lợi hại. Người trẻ tuổi Liễu Tam Biến cười nói, chỉ là tuy nét cười của hắn rất bình tĩnh, nhưng tỏa ra một loại khí tức âm lãnh, tràn ngập kiêng kỵ với Mạnh Phi Thành. Hắn tràn ngập tự tin với phương pháp ẩn náu của mình, cho rằng chỉ có thăng nguyên cảnh mới khả năng phát hiện, lại bị Mạnh Phi Thành dễ dàng nhìn thấu, tự nhiên để hắn phát lên sát ý. Mạnh Phi Thành cười nhạt nói, sai rồi, ta chỉ là căn cứ tính cách của ngươi tiến hành suy đoán, cho rằng người giống như ngươi, nhất định sẽ ẩn ở trong bóng tối thừa nước đục thả câu, liền lừa gạt một hồi, không nghĩ tới ngươi quả nhiên ở đây. Cái này, sắc mặt của Liễu Tam Biến không khỏi khó coi, hắn lại bị lừa gạt đi ra, Mạnh Phi Thành này quá đáng ghét. Sức chiến đấu của hắn không kém Mạnh Phi Thành, Thường Gia Cửu Hổ chút nào, nhưng bởi vì tính cách, hắn từ trước đến giờ yêu thích kiếm tiện nghi, lúc này lại bị Mạnh Phi Thành sớm lừa gạt đi ra, để hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Thường gia 9 vị hổ huynh, không bằng chúng ta trước tiên liên thủ, đuổi Mạnh Phi Thành ra ngoài. Hắn đề nghị, giết người là không dám, Mạnh Phi Thành lai lịch kinh người, sư phụ của hắn là Trường Kiếm Tiên Vương, có người nói là một thanh tiên kiếm đắc đạo tu thành chính quả, thực lực ở trong Tiên Vương tầng 9 có thể xếp vào top 10. Nếu như giết Mạnh Phi Thành, vị Trường Kiếm Tiên Vương kia chắc chắn sẽ không bỏ qua, sẽ làm Thông Thiên Quan chấn động. Được, Thường Gia Cửu Hổ một lời đáp ứng luôn, vậy chậm sẽ sinh biến, không bằng lập tức ra tay đi. Liễu Tam Biến cười nói, dần dần nói không chắc còn có cường giả đi tới nơi này, mà mỗi người có thể vận dụng lực lượng quy tắc có hạn, cho dù hiện tại đều biết thịt thú nơi này có thể bổ sung quy tắc, nhưng lại có thể chuẩn bị bao nhiêu. Nhất định phải mau chiếm cứ nơi này, trở thành sự đã rồi. Mạnh Phi Thành cười ha ha nói, trước đó, Liễu gia còn có 9 vị thường gia, không cảm thấy phải trước tiên thanh trừ người ngoại lai này sao? Chỉ là nhất bí mà thôi. Liễu Tam Biến lập tức khinh thường nói, Mạnh Phi Thành, người càng sống càng tệ a, ngay cả nhất bí cũng kiêng kỵ. Người này thật không đơn giản, Mạnh Phi Thành nói, chí ít, dưới một đòn của ta không có thể giết chết hắn. Chương 2469, thế lực khắp nơi, hạ. Người này cũng thực đủ tàn nhẫn, vì quét dọn Lang Hàn càng không tiếc tự làm mất mặt mình, đương nhiên, cái mặt này đánh cũng không đau, nhưng dù sao cũng tổn thương mặt mũi a. Hả? Thường Gia Cửu Hổ cùng Liễu Tam Biến đều nhìn chằm chằm Lang Hàn, có vẻ hơi quái lạ. Mặc kệ tiểu tử này có phải thật lợi hại hay không, nếu là người ngoại lai, trước tiên giết chết lại nói. Liễu Tam Biến lập tức nói, cái này là địa bàn của chúng ta, người ngoại lai cũng muốn chia một chén canh. Thường Gia Cửu Hổ cười gằn, chống lại dị vực không thấy bọn họ, nhưng có chỗ tốt đều chạy tới, nào có chuyện tốt như vậy. Trong lòng Lang Hàn tự nhiên mắng Mạnh Phi Thành máu chó xối đầu, kỳ thực hắn muốn kiếm cái tiện nghi. Không nghĩ tới Mạnh Phi Thành độc như thế, kéo hắn vào, hơn nữa còn là đứng mũi chịu sào. Có điều, hắn đương nhiên sẽ không yếu đi sĩ khí. Chớ nói các người vĩ đại như vậy, dị vực đánh cửa ải, dưới tiên vương căn bản không thể ngang hàng, chỉ có thể chết vô ích mà thôi. Mà từng đời tiên vương cuối cùng đều đến nơi này, không phải vì tiên vực ra một phần lực sao. Ngược lại là các ngươi, chỉ biết dính ánh sáng của tổ tông, bản thân chỉ có thể tranh đấu tàn nhẫn, không có chút tác dụng. Lời nói này ra, bọn người Mạnh Phi Thành là lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, phản ứng duy nhất của Lang Hàn là chạy trối chết. Kỳ thực bọn họ cũng không có suy nghĩ đánh giết Lang Hàn, chỉ là dọa hắn mà thôi, tuyệt đối không thể đuổi bắt, tiểu nhân vật như vậy há có thể đặt ở trong lòng bọn họ. Nhưng Lang Hàn lại dám trào phúng bọn họ, vậy thì để bọn họ không chịu được, cho dù Lang Hàn nói đều là lời thật. Miệng hèn hạ, muốn chết, bọn họ đều lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía Lang Hàn tràn ngập sát khí. Lang Hàn không sợ, đứng chắp tay nói, đến đây đi, để ta xem những cái gọi là thiên kiêu như các ngươi có bản lĩnh gì. Chết, Liễu Tam Biến là người đầu tiên ra tay, một chưởng vỗ ra, hóa thành một cái cối xay khổng lồ, trấn áp về phía Lang Hàn. Đòn đánh này cực kỳ đáng sợ, quy tắc rung động, oành oành oành, tinh thể bốn phía từng viên nổ tung. Lang Hàn triển khai hư linh không gian, tiến thối như thường. Ồ, Liễu Tam Biến cùng Thường Gia Cửu Hổ đều lộ ra vẻ giật mình, vì Lang Hàn biểu hiện ra thực lực mà kinh ngạc. Ở bọn hắn nghĩ, nếu Liễu Tam Biến ra tay, vậy khẳng định là bắt vào tay. Mạnh Phi Thành nói không sai, tiểu tử này có chút quái lạ. Vậy trước tiên liên thủ giết chết người ngoại lai không biết điều này. Thường Gia Cửu Hổ nói, 9 người hơi tách ra một ít, niêm phong lại một góc. Liễu Tam Biến cùng Mạnh Phi Thành cũng từng người phong tỏa một góc, hình thành một hình tam giác, Lang Hàn ở trung tâm. Mặc dù là nhiều người bắt nạt ít người, hơn nữa cảnh giới còn khác nhau rất lớn, nhưng đám người Mạnh Phi Thành không hề có vẻ xấu hổ. Chỉ là nhất bí nho nhỏ, lại không thể được bọn họ coi là kình địch, vậy tự nhiên giết chết càng nhanh càng tốt, cầm thời gian đặt ở trên chính sự. Ba nhóm người đồng thời ra tay, phong tỏa tất cả con đường chạy trốn của Lang Hàn. Lang Hàn tay trái khống chế không gian, tay phải thao túng thời gian, hai đạo quy tắc vận chuyển, nhất thời nhiễu loạn thời không. Hắn lại nhấc chân, biến mất khỏi tại chỗ, chờ thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở chỗ cực kỳ xa xôi. Quy tắc không gian, Liễu Tam Biến cau mày, quy tắc ở ngoài ngũ hành đều đặc biệt mạnh mẽ, mà quy tắc không gian càng là người xuất sắc trong đó. Không, còn có quy tắc thời gian, Mạnh Phi Thành nói bổ sung. Lần này, Liễu Tam Biến nhíu mày càng sâu, quy tắc thời gian ở trước Tiên Vương có thể nói là cùng cấp vô địch, thậm chí có thể làm cho một vị vương giả thoát thai hoán cốt, sức chiến đấu bay thẳng hoàng giả. Lang Hàn đứng chắp tay, có vẻ nhẹ như mây gió. Cái này chính là thực lực của các ngươi sao? Ha ha, chỉ đến như thế. Khẩu khí thật lớn, bọn người Mạnh Phi Thành giận dữ, lại ra tay, oanh, nhất thời các loại quy tắc hóa thành thần liên, phủ kín không gian, mà ánh sáng đại đạo làm loạn, tinh thể bốn phía nát tan. Lang Hàn cười ha ha, chỉ không ngừng vận chuyển quy tắc thời gian cùng không gian, đi khắp như thường, căn bản không nghĩ tới chống đỡ. Gắng gượng chống đỡ đương nhiên là không có tiền đồ, hắn không thể ngang hàng ngũ bí đế giả, huống chi hiện tại tương đương với có 3 tên ngũ bí đế giả. Bọn người Mạnh Phi Thành triển khai tiên thuật, muốn chân áp thậm chí chu diệt Lang Hàn, nhưng căn bản mò không được góc áo của Lang Hàn. Bọn họ cũng không có lấy ra chuẩn tiên khí, bởi vì cái này sẽ tiêu hao lực lượng quy tắc, trừ khi bọn họ có dự định tất thắng, bằng không cái này chỉ sẽ tăng cường tiêu hao lực lượng quy tắc. Mặt khác, Pháp Chỉ Tiên Vương ở đây cũng không có tác dụng gì, bởi vì nơi này áp chế cảnh giới, lấy Pháp Chỉ Tiên Vương ra sẽ bị thiên địa trực tiếp tiêu diệt. Lang Hàn tự nhiên một lòng bình tĩnh, ở không gian này, Lang Hàn nắm giữ tự tin tuyệt đối, hắn có thể dây dưa đến chết bất cứ người nào. Trừ khi, đối phương cũng nắm giữ thiên tôn chí bảo, có thể không chừng mực mà lấy ra lực lượng quy tắc. Thân pháp của 12 người đều rất nhanh, soạt soạt soạt, người nhãn lực bình thường căn bản không thể bắt lấy chân thân của bọn họ, chỉ cảm thấy đầy trời đều là người, đó là bởi vì tốc độ của đám người Lang Hàn quá nhanh, lưu lại vô số tàn ảnh. Đến a, Lang Hàn cười to, thân hình thay đổi khó lường. Bọn người Mạnh Phi Thành đã bị Lang Hàn làm tức giận, nhất định phải hắn bắt, đều phấn khởi xông thẳng, một bên bạo lực ra tay, muốn ngăn chặn thân pháp của hắn. Bọn họ không lo lắng lực lượng quy tắc của mình sẽ hết chút nào, bởi vì bọn họ tương đương với 3 tên ngũ bí đế giả, kéo một cái ra, quy tắc khóa lại trong cơ thể liền không biết gấp Lang Hàn bao nhiêu lần, huống chi là 3 người. Muốn nói tiêu hao hết, vậy cũng là Lang Hàn trước tiên dùng hết. Lang Hàn rất xấu, một bên chạy, một bên còn lấy thịt thú ra ăn, một bộ ta đã sắp tiêu hao hết lực lượng quy tắc, nhất định phải ăn thịt thú đến bổ sung tiêu hao. Bọn người Mạnh Phi Thành tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, chỉ nhất bí mà thôi, tự nhiên không thể kéo dài. Thêm ít lực lượng, Liễu Tam Biến lộ ra vẻ dữ tợn. Chương 2470, Khởi Nguyên Ma Phương. Tuy thịt thú có thể bổ sung lực lượng quy tắc, nhưng chỉ như muối bỏ biển, hắn kiên trì không được bao lâu. Lang Hàn cười thầm, hắn ăn căn bản không phải thịt của sinh linh nơi này, mà là thịt thú thiên vực, bất quá đã nướng chín, ai có thể phân biệt ra được. Hắn không ngừng chạy, lại không ngừng ăn, không biết tiêu hao bao nhiêu thịt thú. Bọn người Mạnh Phi Thành muốn Lang Hàn dừng lại, sau đó hỏi một chút, người đến cùng săn giết bao nhiêu sinh linh của nơi này, tại sao có thể vẫn ăn không ngừng như vậy. Nhìn hắn ăn như thế, ngay cả một tòa núi thịt cũng bị ăn sạch sẽ. Lại đuổi chốc lát, bọn họ không ai không thay đổi sắc mặt. Bởi vì bọn họ phát hiện lực lượng quy tắc của mình đã tiêu hao quá mức lợi hại. Bọn họ càng thêm ngơ ngác, đến cùng Lang Hàn ăn bao nhiêu thịt thú, lại có thể kéo dài đến một bước này. Hết cách rồi, bọn họ không thể làm gì khác hơn là lấy thịt thú ra tiến hành bổ sung, thật muốn tiêu hao hết lực lượng quy tắc, những ngũ bí đế giả, hoàng giả như bọn họ đều là cặn bã, ngay cả chảm trần cũng không bằng. Lang Hàn nhìn ở trong mắt, không khỏi cười gằn, sắp đến thời điểm hắn phản thủ thành công rồi. Hắn tiếp tục chạy, cũng chạy thật nhiều ngày, hắn cũng không biết ở không gian này qua lại bao xa, nhưng cảnh sắc hầu như không có thay đổi qua, đâu đâu cũng có tinh thể khổng lồ, toàn bộ không gian mênh mông mà lại quạnh hiu. Ồ, hắn đột nhiên ngẩn ra, chỉ thấy phía trước lại có ánh sáng 10 màu đang phun trào, cực kỳ mỹ lệ. Hắn đi lên trước vài bước nữa, ngàn tỷ dặm không gian nhất thời bị hắn để qua phía sau, nơi này có quy tắc không gian huyền diệu, bằng không khu vực trung lập tuyệt đối không có lớn như vậy. Lần này, hắn thấy rõ, Phật dâng trào ánh sáng 10 màu kia lại là một loại tứ phương lập thể, nhưng cái tứ phương lập thể này là do 27 tứ phương lập thể càng nhỏ hơn tạo thành, mỗi một cái tứ phương lập thể nhỏ đều là màu sắc khác nhau. Lại nhìn kỹ, mỗi một cái tứ phương lập thể nhỏ lại do 27 tứ phương lập thể càng nhỏ hơn tạo thành, từng bước một phân hóa xuống, vô cùng vô tận, thỉnh thoảng, mặt tứ phương lập thể quay về hắn sẽ hiện ra một con mắt, cực kỳ thâm thúy. Lang Hàn chỉ liếc mắt nhìn mà thôi, tâm thần của hắn liền bị kéo qua, lại quên phía sau còn có 11 cường giả đang truy kích hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là đế tinh, khi kình phong đáng sợ kéo tới, hắn vẫn phản ứng lại, vội vã vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh, cả người kim quang lưu chuyển, hiện ra một cái phù hiệu cổ điển. Oanh, hắn bị đánh bay ra ngoài, nhưng không tổn thương chút nào. Đây là, mấy người Mạnh Phi Thành cũng nhìn thấy tứ phương lập thể kia, cũng giống như Lang Hàn, lộ ra vẻ hoảng hốt. Lang Hàn đã hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, không khỏi thầm kêu lợi hại, đây là thứ đồ gì, lại để tâm thần của hắn rơi vào trong đó. Thiên địa hạt nhân, chỉ nghe Mạnh Phi Thành bật thốt lên, chỉ là hắn vừa mở miệng, lập tức lộ ra vẻ hối hận, hắn thực sự là quá kích động, bằng không lấy lòng dạ của hắn là tuyệt đối không thể lộ ra bí mật động trời như vậy. Liễu Tam Biến cười gằn, Mạnh Phi Thành, không phải chỉ có ngươi mới biết bí mật của thiên địa hạt nhân, hơn nữa, lão tổ nhà ta còn suy đoán ra, thiên địa hạt nhân này tên là Khởi Nguyên Ma Phương, có điều, vùng thế giới này chung quy chỉ là hai giới va chạm mà thành, không thể xem như là đại thế giới chân chính, vì lẽ đó lực lượng thiên địa cũng chỉ ở cấp bậc chuẩn thiên tôn. Chỉ là cấp bậc chuẩn thiên tôn, hắn nói rất xem thường, kỳ thực cũng không phải tầm mắt của hắn cao như thế, mà là vị tiên vương sau lưng của hắn kia lúc nói dùng khẩu khí như vậy, để hắn cũng trong lúc vô tình mô phỏng theo. Nếu không thì, chỉ là ngụ bí, sao dám xem thường lực lượng của chuẩn thiên tôn. Cái này nghe tới rất đáng sợ, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, ngay cả thiên tôn cũng chỉ có thể ngự trị ở trên quy tắc, nhưng ở trước mặt lực lượng thiên địa vẫn nhỏ bé như cũ. Nhưng lực lượng thiên địa nơi đây chỉ là cấp bậc chuẩn thiên tôn, kém thiên vực, dị vực xa lắm. Nhưng sau khi Lang Hàn nghe được, vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ. Bảo vật cấp bậc chuẩn thiên tôn, nhất định phải lấy Khởi Nguyên Ma Phương này. Tiểu Tháp đột nhiên mở miệng, vùng thế giới này có sức áp chế đối với hết thảy tồn tại trên tiên phủ cảnh, cho dù nó là thiên tôn bảo khí cũng không muốn đối nghịch. Bởi vì cho dù thế giới này không trọn vẹn, nhưng lực lượng cuồn cuộn vô cùng, vượt qua tất cả cá thể. Tiểu Tháp ngay cả ý chí cũng không lưu chuyển, chính là không muốn bị vùng thế giới này nhằm vào, nhưng giờ khắc này nó đột nhiên mở miệng, có thể thấy được Khởi Nguyên Ma Phương này quan trọng thế nào. Lang Hàn gật đầu, hắn vốn vì bảo vật trong này mà đến, tự nhiên không có đạo lý từ bỏ, nhưng trong lòng lại hỏi. Có ích lợi gì, nếu như ngươi có thể luyện hóa món bảo vật này, tu vi của ngươi sẽ bay thẳng tiên vương tầng 9, nhưng con đường đi tới của ngươi cũng vẻn vẹn như thế. Tiểu Tháp nói, thế nhưng, Khởi Nguyên Ma Phương chính là hạt nhân của vùng thế giới này, có thể hoàn toàn khống chế vùng thế giới này, nếu như ngươi đạt được, chính là chủ của vùng thế giới này. Quan sát vùng thế giới này vận chuyển, ngươi có cơ hội chạm tới cấp độ trên quy tắc. Cũng chính là cấp độ của thiên tôn. Đương nhiên, vùng thế giới này không trọn vẹn, cực kỳ lạc hậu, mức độ ngươi nhòm ngó chắc chắn sẽ không cao, nhưng vẫn như cũ sẽ có giúp đỡ cực lớn. Lang Hàn gật đầu, chẳng trách tất cả thế lực lớn đều phái ra hậu nhân, đệ tử ưu tú tiến vào nơi đây, đều là vì Khởi Nguyên Ma Phương mà đến. Vì lẽ đó, hắn càng nhất định muốn lấy được. Vèo, Mạnh Phi Thành là người thứ nhất vọt ra, tóm tới Khởi Nguyên Ma Phương, chỉ là Khởi Nguyên Ma Phương lớn như tinh thần, hắn xông tới như thế, phảng phất như một con kiến muốn đi lay động một tòa đại sơn, có vẻ không biết tự lượng sức mình. Hừ, đây là của ta. Liễu Tam Biến cũng ra tay, hắn nghe trưởng bối nói, Khởi Nguyên Ma Phương liên lụy tới bí mật lớn của thiên tôn, nhất định không thể sai lầm. Nếu có thể đạt được bảo vật này, Liễu gia sẽ vạn thế hưng thịnh, vượt qua tất cả tiên vương, trở thành đại đế chân chính trên đời này. Là của chúng ta, Thường Gia Cửu Hổ cũng không ngoại lệ, 9 người liên thủ như một thể. Lúc này bọn họ đã không lo được Lang Hàn. Lang Hàn cười gằn, 11 người này sắp tiêu hao hết lực lượng quy tắc, chờ bị hắn từng cái đánh đi. Chương 2471, nhất trí đối ngoại. Mạnh Phi Thành, Liễu Tam Biến, Thường Gia Cửu Hổ triển khai đại chiến. Thường Gia Cửu Hổ mỗi người đều là ngũ bí hoàng giả, tuy hoàng giả cùng đế giả quả thật có chênh lệch rất lớn, nhưng thứ nhất bọn họ có ưu thế số lượng, thứ hai bọn họ một mẫu sinh, một thai dưỡng, tâm ý tương thông, liên thủ lại khác nào một người, so với 9 tên ngũ bí hoàng giả khác liên thủ còn ngang tàng hơn rất nhiều. Bọn họ 9 người có thể tính làm một người, 3 người chiến khó phân trên dưới, đều muốn đè xuống 2 người khác, độc chiếm khởi nguyên ma phương. Có thể bọn họ không biết tác dụng của khởi nguyên ma phương, nhưng chỉ cần biết vụn vặt cũng sẽ đổ xô tới. Lang Hàn ở một bên nhìn, cũng không vội động thủ. 3 đại cường giả một bên đại chiến, vừa ăn thịt thú bổ sung lực lượng quy tắc tiêu hao, nhưng đây căn bản đã vào được thì không ra được, sức chiến đấu đã xuất hiện rút lui. Bọn họ đều lo lắng, nhưng không có biện pháp gì, đánh tới mức độ như thế, đã không có đường lui. Ha ha, đây chính là đạo đức lâu la của cấp thấp vị diện sao. Trong tiếng cười lạnh, một sinh linh quái lạ xuất hiện, hắn hình như con rắn, nhưng lớn hơn vô số lần, có thể so với một con trâu, toàn thân màu đen, một đôi mắt to lớn, chiếm chí ít một nửa không gian của cái đầu. Nhìn kỹ, trong ánh mắt của hắn mọc đầy mắt kép, như khắp trời đầy sao, có ánh sáng quy tắc. Cảnh giới của hắn không hiện ra, nhưng tản mát ra khí tức lại cực kỳ mạnh mẽ, để đám người Mạnh Phi Thành không tự chủ được mà thu tay lại. Dị vực thiên kiêu, Lang Hàn hơi kinh ngạc, vị diện, đây là một từ mới biết, hắn chưa từng nghe ai ở tiên vực nói qua, nhưng con sinh linh này dùng thần thức truyền ý, không tồn tại khả năng nghe lầm. Hơn nữa, tiên vực vẫn là vị diện cấp thấp, vậy dị vực là vị diện cao đẳng, côn trùng dị vực, ngươi là muốn chết phải không? Mạnh Phi Thành nhìn chằm chằm con rắn này quát lên, tuy Thường Gia Cửu Hổ, Liễu Tam Biến không nói gì, nhưng lưỡi thương là nhất trí đối ngoại. Bọn họ từ nhỏ được giáo dục chính là cùng dị vực không đội trời chung, hai bên không có khả năng sống chung hòa bình hoặc thỏa hiệp, hoặc là tiên vực hủy diệt, hoặc là dị vực bị đuổi ra ngoài, đóng kín đường nối hai giới. Con rắn nhếch miệng nở nụ cười, hắn rõ ràng là hình côn trùng, nhưng cực kỳ biết dùng nhân tính hóa nói. Ta chính là Khố Cáp Đức, hậu duệ ám ảnh nhất tộc vĩ đại. Tuy cái khởi nguyên ma phương này ở vị diện của chúng ta không tính quý giá gì, nhưng làm sao cũng coi như là một bảo vật, Khố Cáp Đức ta muốn. Ngươi nói muốn chính là của ngươi sao? Liễu Tam Biến cười nhạo nói, cặn bã của vị diện hạ đẳng, lẽ nào các ngươi đã quên, 2 lần luận võ các ngươi đều thảm bại sao? Khố Cáp Đức cười to, các ngươi những cặn bã này ở vị diện hạ đẳng cấp thấp nhất, căn bản không biết trong thứ nguyên vũ trụ có bao nhiêu chủng tộc mạnh mẽ. Hắn dừng một chút, lại nói, so với ám ảnh nhất tộc chúng ta, các ngươi quả thực là bột phấn trong bột phấn. Lang Hàn ở một bên nghe, trong lòng không khỏi thất kinh, tuy Khố Cáp Đức chỉ nói đôi lời, lại để hắn dò ngó được rất nhiều bí mật. Chỉ là hắn đối với rất nhiều từ ngữ không hiểu nhiều lắm, vị diện là khái niệm gì, thứ nguyên vũ trụ là có ý gì. Tiểu Tháp, người biết không? Hắn âm thầm hỏi, đây là người bị bệnh thần kinh đi. Tiểu Tháp từ tốn nói, Lang Hàn không cho là Khố Cáp Đức bệnh thần kinh, ngược lại, người này thực sự là cường hãn, toát ra khí tức để hắn cũng có một loại cảm giác phát lạnh. Giết con côn trùng dị vực này, Thường Gia Cửu Hổ cùng kêu lên. Được, Liễu Tam Biến cùng Mạnh Phi Thành gật đầu, muốn giết Khố Cáp Đức. Khố Cáp Đức cười gằn, ta chính là Bát Liên đỉnh cao, tương đương với tiên phủ cảnh của các ngươi, thế nhưng, ta đến từ Thổ Hãn vị diện, so với vị diện cấp thấp nhất của các ngươi không biết cao hơn bao nhiêu lần, sức chiến đấu cùng cấp tự nhiên cũng nghiền ép. Hắn hét dài một tiếng, lật lên một chân đập tới đám người Liễu Tam Biến, nhất thời, một chân sâu to lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, xước mang rô như lợi khí, bề ngoài kết từng cái phù hiệu màu đen, khủng bố không thôi. Đám người Liễu Tam Biến cười gằn, từng người ra tay, đánh tới Khố Cáp Đức. Tứ phương đại chiến, tuy Khố Cáp Đức thổi rất trâu bò, nhưng trên thực tế sức chiến đấu của hắn kỳ thực chỉ tương đương Liễu Tam Biến hoặc Mạnh Phi Thành, theo lý mà nói, lấy một địch 3 là thất bại. Nhưng hắn nắm giữ một hạng năng lực như Lang Hàn, chính là đặc biệt có thể chịu đòn. Giáp xác của hắn phảng phất như chính là một tiên khí vô thượng, mặc cho đám người Liễu Tam Biến oanh kích làm sao cũng không hư, trái lại để hắn nắm lấy cơ hội, liên tục phản kích, làm cho đám người Liễu Tam Biến náo loạn. Lang Hàn nhìn, trong lòng bừng tỉnh, chẳng trách 2 lần trước tiên vực cùng dị vực luận bàn đều lấy thảm bại kết cuộc, nếu như võ giả dị vực mỗi người đều có lực phòng ngự kinh người như vậy, vậy ở dưới tình huống 1 chọi 1, tự nhiên là chiếm ưu thế tuyệt đối. Hắn không khỏi thầm nghĩ, mình có thể đánh tan phòng ngự của Khố Cáp Đức không? Bản nguyên trùng kích hẳn có thể, nhưng hiện tại hắn đã dứt bỏ 9 đạo thiên địa bản nguyên, tự nhiên không thể lại sử dụng bí thuật như vậy. Nộ quyền, uy lực đủ sao? Lang Hàn không khỏi hoài nghi tiên ma kiếm, chỉ là cái chuẩn tiên khí này vẫn dừng lại ở tứ tinh, đối với phòng ngự của Khố Cáp Đức hẳn là hữu tâm vô lực. Hết cách rồi, hắn vì xung kích đan đạo đỉnh cao, tích trữ những năm này đều tiêu vào mua tài liệu luyện đan, căn bản không có cơ hội tăng lên tiên ma kiếm. Hắn đang tiến hành phân tích, đã thấy Khố Cáp Đức đã chiếm cứ thượng phong. Ngược lại không phải thực lực của Khố Cáp Đức chiếm ưu, mà là đám người Liễu Tam Biến đầu tiên là truy kích Lang Hàn, lại đại chiến lẫn nhau, tiêu hao quá nhiều lực lượng quy tắc, sớm đã là nổ mạnh hết đà, nào gánh được Khố Cáp Đức sinh long hoạt hổ. Yếu, thực sự là quá yếu. Khố Cáp Đức cười gằn, trong giọng nói tràn ngập xem thường, lục túc tung bay, quét ngang, phảng phất như lục đạo tiên binh đang bay múa, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Vị diện cấp thấp nhất, cũng chỉ có thể nuôi dưỡng được cặn bã như vậy. Đám người Liễu Tam Biến tức giận đến con mắt phun lửa, nhưng chẳng lẽ còn có thể giải thích với đối phương bọn họ đã sớm đại chiến đến lực kiệt, bây giờ căn bản không phải thực lực chân chính của bọn họ sao? Chương 2472, khoe oai, đi chết đi, Khố Cáp Đức ra tay vô tình, muốn chu diệt 11 người tiên vực này. Tổ huấn, Mạnh Phi Thành đột nhiên lớn tiếng nói, Liễu Tam Biến cùng Thường Gia Cửu Hổ ngẩn ra, sắc mặt đều nghiêm lại. Gặp dị vực, tử chiến đến cùng, tuyệt không lùi bước. Mạnh Phi Thành gật đầu, khởi nguyên ma phương quan hệ quá lớn, tuyệt không thể rơi vào tay dị vực. Vì lẽ đó, chúng ta thà rằng tử chiến đến cùng, cũng phải kéo dài thời gian, chờ người của chúng ta đến. Được, Liễu Tam Biến, Thường Gia Cửu Hổ đều gật đầu, bỏ đi dự định chạy trốn. 11 người đều phấn khởi dư dũng, muốn trấn áp Khố Cáp Đức, chỉ là thực lực của bọn hắn bây giờ không ra sao, căn bản uy hiếp không được Khố Cáp Đức, ngược lại bị nổ đến máu tươi tung tóe. Lang Hàn vốn định kiếm cái tiện nghi, nhưng nhìn thấy bọn người Mạnh Phi Thành ở thời khắc cuối cùng biểu hiện, trong lòng hơi động. Tuy phương thức xử sự của những người này để hắn khó chịu, nhưng ít ra ở trên đại nghĩa bọn họ vẫn có thể nắm giữ được. Sự tình nhà mình có thể đóng cửa chậm rãi tính sổ, nhưng hiện tại là thời điểm chống đỡ ngoại địch. Xèo, thân hình của Lang Hàn lấp lóe, đã xuất hiện ở trước người Mạnh Phi Thành, đấm ra một quyền đón lấy Khố Cáp Đức. Oanh, trong một đòn nặng nề, Lang Hàn nhất thời bị chấn bay, còn va vào Mạnh Phi Thành ở phía sau, hai người bị cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Khố Cáp Đức lộ ra vẻ giận dữ, đòn đánh này của hắn nguyên bản có thể đóng đinh Mạnh Phi Thành, không nghĩ tới lại bị Lang Hàn cắm một cước. Tuy Lang Hàn cùng Mạnh Phi Thành đều bị chấn bay, nhưng chỉ chịu chút vết thương nhẹ. Không, Mạnh Phi Thành còn phun mấy búng máu, nhưng cái tên mới xuất hiện kia căn bản đánh rắm cũng không có. Trong ánh mắt của hắn lướt qua vẻ kinh ngạc, cái tên mới xuất hiện này chỉ vừa bước vào bát liên mà thôi, thực lực rất yếu, làm sao chịu đựng được một đòn của hắn. Hơn nữa, hắn cùng Lang Hàn đấu đối diện một kích, có thể rất rõ ràng cảm ứng được sức chiến đấu của Lang Hàn. Gần như là bát liên tầng 5, đây là một yêu tinh, hắn thầm nói, trong ánh mắt nhất thời sát khí rực cháy. Không nghĩ tới trong vị diện siêu hạ đẳng cũng có thiên tài như ngươi. Không thể để ngươi sống nữa. Siêu hạ đẳng, Lang Hàn không khỏi lắc đầu, một hồi hạ đẳng, một hồi siêu hạ đẳng, thứ này cũng thật là xem thường tiên vực. Con dẹp, đến chiến, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, biểu hiện cực kỳ khinh bỉ. Đám người Liễu Tam Biến kinh ngạc, không nghĩ tới Lang Hàn lại sẽ ở thời điểm này dũng cảm đứng ra, mà Mạnh Phi Thành càng không nghĩ tới Lang Hàn sẽ xuất thủ cứu hắn. Ta chỉ là không muốn các ngươi chết ở trong tay con dẹp dị vực này mà thôi. Lang Hàn lạnh nhạt nói, muốn chết, cũng chỉ là ta giết các ngươi. Ha ha, cũng vậy, cũng vậy. Đám người Liễu Tam Biến cười nói, bọn họ cùng Lang Hàn tuyệt đối không thể xưng là có giao tình, nhưng ở thái độ đối với dị vực, bọn họ là hoàn toàn nhất trí. Chờ giải quyết Khố Cáp Đức xong, bọn họ còn sẽ đại chiến, vì tranh cướp khởi nguyên ma phương đánh cho không chết không thôi. Khố Cáp Đức tự nhiên giận dữ, mắt kép của hắn đồng thời nháy động, tỏa ra khí tức cực kỳ tà ác, càng có ngàn vạn phù văn cùng nhau tiêu tan, tràn ngập tính uy hiếp. Cặn bã của vị diện siêu hạ đẳng, hắn giết ra, đừng xem hắn hình thể khổng lồ, nhưng cực kỳ linh động, lóe lên đã đi tới trước người Lang Hàn, sáu chân múa ngang, như lục đạo thiên mâu hạ xuống. Lang Hàn triển khai hư linh không gian, lại thêm quy tắc thời gian, đối kháng Khố Cáp Đức. Hả, Khố Cáp Đức hiện ra kinh ngạc, vị diện không giống, quy tắc cũng tồn tại chênh lệch, nhưng có chút quy tắc là thông dụng. Tỷ như quy tắc thời gian, tỷ như quy tắc không gian, hơn nữa những quy tắc này đều thuộc về loại đặc biệt mạnh mẽ. Bởi vậy, Lang Hàn vận chuyển ra không gian thêm thời gian song trọng quy tắc, Khố Cáp Đức cũng có chút khiếp sợ, bởi vì thiên tài như vậy ở dị vực cũng không nhiều. Càng không cho phép ngươi sống. Hắn hé miệng, hai cái răng sâu to lớn đến kinh người, phía trên lại có một cái phù hiệu đang phát sáng, để hai hàm răng của hắn thật giống như đã biến thành tiên khí. Hắn đột nhiên cắn tới Lang Hàn, răng sâu phóng to vô tận, nặng nề xẻng về phía Lang Hàn. Thật mạnh, Lang Hàn lập tức phát hiện, đòn đánh này không chỉ đơn giản nhằm vào hắn, hơn nữa còn phong tỏa không gian bốn phía, bất luận hắn lấy hư linh không gian đi địa phương nào, cũng sẽ gặp phải đón đầu thống kích. Hắn không sợ, chỉ vận chuyển bất diệt thiên kinh, thân như kim cương bất hoại, oanh, mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Giết, mấy người Liễu Tam Biến cũng không có nhàn rỗi, dồn dập ra tay công tới Khố Cáp Đức. Đại chiến lại nổi lên, tuy bất diệt thiên kinh của Lang Hàn mạnh mẽ, nhưng không thể luôn vận chuyển, bởi vậy chủ lực chiến đấu vẫn là bọn người Liễu Tam Biến, Mạnh Phi Thành, Lang Hàn chủ yếu là nhìn thấy bọn họ người nào gặp nguy hiểm, liền xông lên chặn một phát. Đương nhiên, sức chiến đấu của hắn cũng không thể khinh thường, triển khai nộ quyền, có thể cho Khố Cáp Đức uy hiếp cực lớn, dù sao con mắt của hắn, còn có khe hở trong giáp xác là không có bảo vệ. Khố Cáp Đức giận không nhịn nổi, thực lực của hắn rõ ràng càng mạnh hơn, mặc cho Liễu Tam Biến cùng người nào cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng bởi vì có Lang Hàn tồn tại, để sức chiến đấu của những người khác đạt được không gian triển khai. Cũng còn tốt, bởi vì lực lượng quy tắc của đám người Liễu Tam Biến đã tiêu hao thất thất bát bát, Khố Cáp Đức vẫn chiếm cứ thượng phong. Tuy phải phí một ít công phu, nhưng các người vẫn phải chết. Hắn phát ra tiếng cười tàn nhẫn, những người này đều là thế hệ tuổi trẻ hết sức xuất sắc của tiên vực, hắn một lần liền giết chết mười mấy cái, có thể nói là lập xuống chiến công không nhỏ. Đặc biệt là nơi này còn có khởi nguyên ma phương, đừng xem hắn nói rất xem thường, kỳ thực không biết quý giá dường nào, cấp bậc chuẩn thiên tôn còn chưa đủ châu bò. Tình huống của đám người Liễu Tam Biến càng ngày càng nát, tuy bọn họ phấn khởi phản kích, nhưng ý chí không thể làm cơm ăn, quy tắc tiêu hao hết vậy thì là hết. Oanh, thất hổ trong Thường Gia Cửu Hổ bị Khố Cáp Đức một đòn đâm thủng bắp đùi, để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người còn bị đóng ở trên chân sâu, theo động tác của Khố Cáp Đức mà lên xuống, trái phải đong đưa. Soạt, Khố Cáp Đức vung chân sâu một cái, thất hổ liền bị chấn bay ra ngoài, nửa người dưới nổ tung, khí tức lập tức suy nhược mấy trăm lần. Chương 2473, Tích Thủy Xuyên Đá Thượng. Năng lực của Lang Hàn cũng có hạn, Bất Diệt Thiên Kinh không thể không chừng mực mà vận chuyển, thấy Thường Gia thất hổ bị tập kích hắn cũng không thể ra sức. Lão thất, Thường Gia bát hổ còn lại đều kinh ngạc thốt lên, lần này lão thất tuyệt đối là bị thương nặng, cho dù có thể tránh thoát kiếp này, thực lực cũng phải xuống thấp. Bọn họ 9 người một thể, xuất hiện một người suy yếu, vậy sức chiến đấu của bọn họ cũng sẽ bị suy yếu. Ha ha ha, Khố Cáp Đức cười to, Thường Gia thất hổ bị trọng thương, tương đương với nghiêm trọng suy yếu thực lực của 8 hổ khác, để hắn tìm được một lỗ hổng, 6 chân tung bay, sát ý sôi trào. Lang Hàn căn bản không giúp được, thực lực của cửu hổ lập tức từ cấp độ ngũ bí đế giả ngã xuống, mỗi một cái đều biến thành giấy mỏng có thể dễ dàng chọc thùng, để hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cứu không được, sẽ chỉ làm hắn dính vào. Oanh oanh oanh, Thường Gia bát hổ còn lại không ngừng bị chấn bay, đánh bay, máu tươi tung tóe, có cũng còn tốt, chỉ cụt tay gãy chân, có trực tiếp bạo thể, hình thần câu diệt. Đây là bí cảnh đoạt bảo, càng là cùng dị vực chiến tranh, chảy máu hy sinh không thể tránh được. Thường Gia cửu hổ đều đau lòng, làm sao cũng không nghĩ tới hành trình lần này lại để huynh đệ bọn họ sinh ly tử biệt. Thế tiến công của Khố Cáp Đức càng ngày càng mãnh liệt, không lâu lắm, Liễu Tam Biến cũng bị trọng thương, nửa người dưới bị cắt bỏ, không chỉ nội tạng đều hiện, ngay cả đầu óc cũng lộ ra ngoài, thức hải suýt nữa bị đâm bạo. Cặn bã chính là cặn bã. Khố Cáp Đức đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Mạnh Phi Thành, đây là kình địch cuối cùng. Phốc, hắn một chảo quét ra, đánh vào ngực của Mạnh Phi Thành, hoàn toàn tan rã lực lượng của đối phương, sau đó từ trong miệng phun ra một cái ống thật dài, đi vào trong trán của Mạnh Phi Thành. Bắn ra, hắn hấp thu, chỉ thấy đầu của Mạnh Phi Thành lập tức khô quắt. Tủy não của thiên tài quả nhiên mỹ vị, Khố Cáp Đức chép miệng, có vẻ chưa hết thòm thèm. Thực sự là quá tàn nhẫn, các ngươi đều là của Khố Cáp Đức. Con sâu này nói, lại công về phía Liễu Tam Biến, hắn còn chưa ăn được tủy não của đối phương. Lang Hàn cũng phẫn nộ, tuy hắn ăn qua thịt thú, nhưng như Khố Cáp Đức là đạp phá giới hạn của hắn. Hắn nổi giận ra tay, liên tục oanh kích, Khố Cáp Đức chỉ hơi hơi xoay chuyển thân thể, lấy giáp xác cực kỳ cứng rắn chống đỡ công kích của Lang Hàn, hắn thì nhìn chằm chằm Liễu Tam Biến, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Liễu Tam Biến sử dụng hết thảy thủ đoạn, nhưng cuối cùng không thể ra sức, bị Khố Cáp Đức đinh thân thể, hút sạch tủy não. Mỹ vị, quá mỹ vị, Khố Cáp Đức cười to, hút nhiều mấy thiên tài như vậy, Khố Cáp Đức rất nhanh có thể đạt đến bát liên tầng thứ 6. Hắn tiếp tục ra tay, lần này nhìn chằm chằm Thường Gia cửu hổ. Thường Gia cửu hổ trước đã thu huynh đệ chết trận vào trong không gian thần khí, hiện tại chỉ còn dư lại 5 người còn đứng, nhưng đối mặt Khố Cáp Đức căn bản không thể chống lại, rất nhanh bị giết chết toàn bộ, không gian thần khí cũng bị đánh nổ, tung ra vô số tinh thạch, còn có thi thể tứ hổ còn lại. Khố Cáp Đức hút sạch tủy não của cửu hổ, bình luận. Quả nhiên vẫn là não tủy của người sống ăn ngon, người chết mùi vị kém một chút. Hắn nhìn chằm chằm Lang Hàn, tuy người yếu nhất, nhưng tư chất của người cao nhất, vì lẽ đó Khố Cáp Đức để người ở lại cuối cùng. Lang Hàn hít một hơi thật sâu, hết thảy tâm tình tiêu cực phóng tới phía sau, hắn nhìn chằm chằm Khố Cáp Đức nói. Ta nếu không giết ngươi, ta liền không họ Lăng. Ha ha, ngươi làm sao giết? Khố Cáp Đức chỉ thi thể của bọn người Mạnh Phi Thành. Ngươi đem hết toàn lực cứu bọn họ, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn trở thành đồ ăn, chất dinh dưỡng của ta. Ngươi ai cũng cứu không dứt, bao quát chính ngươi, vận mệnh của ngươi chính là trở thành đồ ăn của Khố Cáp Đức. Hắn sáu chân múa không, giết về phía Lang Hàn. Lang Hàn triển khai hư linh không gian, tuy Khố Cáp Đức đại triển thần uy, đánh giết ba tên ngũ bí đế giả, nhưng lại há có thể không trả giá thật lớn. Lực lượng quy tắc tiêu hao rất nhiều, bởi vậy, hắn chỉ cần lại tiêu hao một ít lực lượng của đối phương, liền có thể phản thủ thành công. Ha ha, ngươi cho rằng có thể tiêu hao hết lực lượng của Khố Cáp Đức. Ngây thơ, Khố Cáp Đức cười to, năng lực của ám ảnh nhất tộc chúng ta há là ngươi có thể tưởng tượng, lực lượng quy tắc của ngươi hao hết 10 lần, ta vẫn tinh lực dồi dào, sức chiến đấu không giảm. Thật sao? Lang Hàn lạnh lùng nói, tuy đám người Liễu Tam Biến đã chết trận, sức chiến đấu bên hắn suy yếu rất nhiều lần, nhưng hắn cũng đồng dạng không cần lại đi chú ý người khác, tinh lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Ha ha, liền nhìn ai trước tiên tiêu hao hết. Lang Hàn không tiếp tục nói nữa, cùng Khố Cáp Đức cuộn đấu. Hắn lấy né tránh làm chủ, đối với quy tắc tiêu hao tự nhiên cực kỳ nhỏ, Khố Cáp Đức chủ công, nhưng không để ý chút nào tiêu xài lực lượng quy tắc, thật giống như hắn từng nói, quy tắc khóa lại trong cơ thể vô cùng vô tận, vượt xa cấp độ ngũ bí. Chiến, quả nhiên, sức chiến đấu của Khố Cáp Đức không có dấu hiệu suy yếu chút nào, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, tâm của Khố Cáp Đức không có trấn định như thế. Bởi vì coi như Lang Hàn là một phương phòng thủ, nhưng vận chuyển lực lượng quy tắc cũng không ít nha. Đây thực sự là nhất bí sao? Hơn nữa, sức chiến đấu của hắn cũng sắp đến giới hạn, quy tắc sắp tiêu hao hết, lập tức liền đi xuống dốc. Hắn hơi nhướng mày, thả xuống Lang Hàn không để ý tới, trực tiếp đánh về phía Khởi Nguyên Ma Phương. Lang Hàn hừ lạnh, thân hình nhanh chóng truy đuổi ra, đấm ra một quyền, kiếm khí ngang dọc, chém tới khe hở giáp xác của Khố Cáp Đức. Ngươi thật ngu ngốc, Khố Cáp Đức căn bản không cần xoay người, chân sâu vung qua, đâm tới Lang Hàn, nhanh như một vệt sáng. Hắn biết Lang Hàn nhất định sẽ ngăn cản hắn cướp đoạt Khởi Nguyên Ma Phương, bởi vậy giả ra muốn thu lấy bản Nguyên Ma Phương, kỳ thực dụ dỗ Lang Hàn ra tay ngăn cản, nhân cơ hội đánh giết. Lang Hàn cười nhạt, trong cơ thể dâng lên một đạo khí tức chí cao, thân thể nhất thời hóa thành màu vàng, từng đạo mạch văn lưu chuyển, phảng phất như thiên nhân. Oanh, đòn đánh này đánh vào trên người Lang Hàn, nhưng chỉ oanh lùi hắn, còn kiếm khí thì chém vào trong khe hở giáp xác. Chương 2474, Tích Thủy Xuyên Đá hạ. Máu tươi màu xanh bị yếc dâng lên, Khố Cáp Đức lộ ra vẻ nổi giận. Hắn nguyên bản là đánh giết Lang Hàn, không nghĩ tới ngược lại bị Lang Hàn âm, tự nhiên để hắn vô cùng phẫn nộ. Chết, hắn giống to, chân sâu múa tung, nổ ra một cái lại một cái sát chiêu đáng sợ. Lang Hàn gặp chiêu phá chiêu, chỉ lấy né tránh làm chủ, thực sự trốn không được, còn có Bất Diệt Thiên Kinh, chỉ có một mình hắn thực sự là linh động như thường. Lại chiến mấy canh giờ, Khố Cáp Đức rốt cuộc hoảng rồi. Lực lượng quy tắc của hắn đã giảm nghiêm trọng, sức chiến đấu bắt đầu hạ nhanh. Lực lượng quy tắc của ngươi không phải cuồn cuộn không dứt sao? Lang Hàn phản kích, đấm ra một quyền, oanh, thân hình chỉ run lên liền hóa giải công kích của Khố Cáp Đức. Khố Cáp Đức thật muốn mắng người, bởi vì chủng tộc không giống, quy tắc khóa lại trong cơ thể hắn tuyệt đối gấp mấy lần võ giả tiên vực. Bởi vậy, hắn rõ ràng cùng đám người Liễu Tam Biến đại chiến một trận, nhưng hoàn toàn tự tin, có thể chém giết Lang Hàn. Nhưng mà, kết quả hoàn toàn khác, nhất bí võ giả này nắm giữ số lượng quy tắc lại còn trên hắn. Điều này để hắn làm sao tin tưởng, hắn cắn răng một cái, giết về phía Khởi Nguyên Ma Phương. Trước là bày xuống sát cục cho Lang Hàn, nhưng lần này hắn là thật muốn thu lấy Khởi Nguyên Ma Phương, sau đó chạy mất dép. Sau khi luyện hóa Khởi Nguyên Ma Phương, sức chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ tăng lên tới trình độ kinh khủng, đừng nói loại tiểu nhân vật như Lang Hàn, ngay cả tiên vương tầng 9 hắn cũng chém. Món bảo vật này chính là có thể để người ta nhảy một cái mà thành cường giả vô thượng. Lang Hàn triển khai đánh lén, nộ quyền huy động liên tục, oành oành oành, như mưa rơi đánh vào vỏ ngoài của Khố Cáp Đức. Tốn sức trắng, Khố Cáp Đức cười gằn, giáp xác của hắn cứng rắn cỡ nào, tuy không sánh được ngũ tinh chuẩn tiên kim, nhưng tuyệt không phải là nhất bí võ giả có thể tay không đánh tan. Lang Hàn không đáp, chỉ điên cuồng ra quyền, thể lực của hắn đã bước vào cấp độ thăng nguyên cảnh, tốc độ ra quyền nhanh kinh người, hơn nữa mỗi một quyền đều đánh vào điểm đồng nhất. Khố Cáp Đức chỉ cảm thấy mặt của mình đều mất hết, lại bị cặn bã trong mắt đánh cho thảm bại bỏ chạy, may là tình cảnh này không có người nhìn thấy, chỉ cần giết Lang Hàn, hắn cũng không cần lo lắng sẽ lộ ra chuyện xấu. Hắn chỉ cúi đầu giết về phía Khởi Nguyên Ma Phương, chỉ cần đoạt được bí bảo này, hắn liền có thể ở không lâu sau đó trở thành thập bát liên cường giả. Cũng chính là tiên vương tầng 9, ngươi muốn oanh liền oanh đi, ngược lại giáp xác của ta không thể bị ngươi đánh xuyên. Thẻ, một tiếng vang giòn truyền đến, Khố Cáp Đức chỉ cảm thấy thân thể hơi nghiêng, thân hình bất ổn. Hắn vừa nhìn, nhất thời con mắt tái rồi, bởi vì một cái chân của hắn đã bị đập đứt, chỉ còn dư lại một tia huyết nhục dính liền, treo ở trên thân thể của hắn. Cái này, hắn không khỏi kinh hãi không thôi, Lang Hàn lại thật tay không đập gãy giáp xác của hắn, đây là quái vật thế nào a? Lang Hàn đấm ra một quyền, đánh vào chỗ chân đứt, lạnh nhạt nói. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói một câu, nước chảy đá mòn sao? Lực lượng của nước chảy xác thực bé nhỏ không đáng kể, nhưng tháng ngày tích lũy, có thể nhỏ xuyên nham thạch a. Lang Hàn không có thời gian dài như vậy, nhưng hắn có thể dùng tốc độ ra tay đền bù, lại nói, công kích của hắn là như nước nhỏ giọt sao. Trên tay của hắn có máu tươi nhỏ xuống, kia là máu của hắn, nhưng thần cốt không tổn thương, tinh khí thần thiêu đốt đến trình độ cực cao, trong đôi mắt sôi trào sát ý vô tận. A, Khố Cáp Đức phát ra tiếng kêu thảm, tuy giáp xác của hắn cứng rắn, nhưng bên trong không khác võ giả tiên vực bao lớn, cú đấm này từ mặt vỡ đánh vào, quy tắc sát lục kéo tới, nhất thời xoắn máu thịt của hắn thành cặn bã, diệt sạch sinh cơ. Hắn cuối cùng sợ, bởi vì thời khắc này hắn cảm giác được tử vong đến gần, cực kỳ mãnh liệt. Nhưng hắn tự nhiên không thể xin tha, hai giới người nào không biết, một khi gặp gỡ, bọn họ chính là không chết không thôi, chỉ có một phương có thể sống sót. Không có thương hại, không có đồng tình, chỉ có chiến đấu, chỉ có giết chóc. Sắc mặt của Lang Hàn trầm như nước, hắn nghĩ tới bọn người Liễu Tam Biến, Mạnh Phi Thành chết thảm. Tuy Khố Cáp Đức không giết, những người này cũng có khả năng chết ở trong tay hắn, nhưng cùng là người tiên vực, hắn không cách nào khoan dung người mình bị hút tủy não mà chết. Hình ảnh như vậy xẹt qua, để hắn sát ý như rực cháy, tràn ngập bạo ngược. Hắn muốn đại khai sát giới, cặn bã của vị diện siêu hạ đẳng a. Khố Cáp Đức không cam lòng quát, dưới cái nhìn của hắn, tu vi của Lang Hàn yếu đến đáng thương, tuyệt không có khả năng uy hiếp đến mình, nhưng mà hiện tại có khả năng bị nhân vật như vậy đánh giết, hắn thực là không cam lòng. Nhưng mà, phẫn nộ không cam lòng thì đã làm sao, võ giả chiến đấu, đầu tiên xem thực lực, chỉ có ở dưới tình huống thực lực tương đương, nghị lực cùng nhân tố khác mới có thể phát huy hiệu quả. Oanh oanh oanh, Lang Hàn vô tình ra tay, mỗi một kích đều đánh vào miệng vết thương phá tan, cho Khố Cáp Đức đả kích nặng nề. Chết, Lang Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, hết thảy phẫn nộ cùng lực lượng đều ngưng tụ ở trên một quyền. Oanh, thân thể của Khố Cáp Đức bành trướng một hồi, chỉ thấy hết thảy mắt ghép của hắn trong cùng một lúc nổ tung, sinh cơ ảm diệt. Lang Hàn đưa tay chộp một cái, thu thi thể của Khố Cáp Đức vào trong hắc tháp, suy nghĩ một chút, hắn cũng thu thi thể của đám người Liễu Tam Biến vào. Sau đó, hắn nhìn về phía khởi nguyên ma phương, vô số tứ phương lập thể nhỏ vẫn đang không ngừng vận chuyển, trong mỗi một tứ phương lập thể nhỏ đều có một con mắt, tạo thành một con mắt thật to, bởi vì tứ phương lập thể nhỏ đang không ngừng vận động, để con mắt to này không ngừng nhấp nháy. Lang Hàn lập tức nghĩ đến lần thứ nhất thả thần thức tiến vào dưới nền đất, bị một con mắt nhìn, thoáng hồi ức một chút, liền phát hiện hai người là tương đồng. Tiểu Tháp, làm sao thu lấy đồ chơi này? Hắn hỏi. Cha cha, thiên địa hạt nhân, vạn pháp chi nguyên a. Tiểu Tháp trà trà nói, vận khí của tiểu tử ngươi xác thực không phải bình thường, lúc trước thiên tôn ngạo khiếu thiên hạ, nhưng vẫn chưa từng thu được một viên thiên địa hạt nhân. Tuy cái này chỉ có thể xưng là thiên địa hạt nhân giả, nhưng vẫn là cơ duyên vô thượng. Chương 2475, đánh giết Khố Cáp Đức. Lang Hàn thở dài nói, này, nếu như không thể nhận lấy, vậy hết thảy đều là toi công. Cho rằng nó là pháp bảo, trực tiếp thu lấy sao? Tiểu Tháp thuận miệng nói. Mặc dù khởi nguyên ma phương là thiên địa hạt nhân, nhưng bản thân không có uy năng gì, cho nên mới cần con đại thú kia bảo vệ. Lang Hàn bừng tỉnh, chẳng trách con đại thú kia mạnh đến nỗi vượt qua hạn chế quy tắc của vùng thế giới này, đó là bởi vì người ta đang thủ hộ vùng thế giới này diễn hóa, đương nhiên phải nắm giữ thực lực mạnh nhất. Đáng tiếc, thiên địa sáng tạo quy tắc, nhưng một khi quy tắc hình thành, sẽ vận chuyển thiết diện vô tư, ngay cả thiên địa cũng không thể làm gì. Trừ khi, đạt được khởi nguyên ma phương này, cái này vốn nên ở sau khi thiên địa diễn hóa hoàn chỉnh sẽ biến mất, sau đó quy tắc vận chuyển, hình thành một hệ thống, nhưng hiện tại vùng thế giới này là hai giới chạm vào nhau hình thành, tràn vào vô số cao thủ, bằng không thật là thiên địa sơ khai, thì đâu thể nào bị người quấy rối. Lang Hàn đi tới, vù, một bước bước ra, nhưng khởi nguyên ma phương rút lui vô hạn, hóa thành một điểm nhỏ. Quy tắc không gian, quy tắc thời gian, Lang Hàn kinh ngạc, không phải nói khởi nguyên ma phương chỉ tương đương với một bảo vật sao? Không nên bị ngoại vật mê hoặc, lắng nghe tiếng lòng. Tiểu Tháp nói, Lang Hàn gật đầu, hắn nhắm hai mắt lại, để tâm nhìn xem. Nhất thời, hắn phát hiện con mắt của mình xác thực lừa dối mình, bởi vì khởi nguyên ma phương rõ ràng còn ở chỗ cũ, căn bản chưa từng rời xa. Hắn tiếp tục đi tới, sau đó, trong lòng có vô số ham muốn, muốn phân tán tâm linh của hắn. Có kẻ địch mạnh mẽ kéo tới, có mỹ nữ thiên tiên tuyệt sắc mê hoặc, có cảnh tượng trời long đất lở như tận thế. Nhưng Lang Hàn chỉ giữ chặt bản tâm, không bị ngoại vật lay động. Chừng trăm bước, hắn cuối cùng đi tới trước mặt Khởi Nguyên Ma Phương. Hắn đưa tay ra, đưa tay ấn tới Khởi Nguyên Ma Phương, nhất thời, biến hóa phát sinh. Ma Phương bỗng nhiên bành trướng, càng nhiều lập phương nhỏ xuất hiện, nháy mắt như vậy mà thôi, lại to lớn hơn tinh cầu. Không, mỗi một lập phương thể nhỏ đều là một viên tinh thể, chỉ là tinh thể hình cầu, đây là hình lập phương. Lang Hàn có một loại hiểu ra, hết thảy tinh thể đều từ trong Khởi Nguyên Ma Phương tách ra. Nhưng mà trong nháy mắt, Khởi Nguyên Ma Phương lại thu nhỏ vô tận, còn nhỏ hơn một tế bào, nhưng vẫn như cũ là do vô số lập phương thể nhỏ tạo thành. To nhỏ tùy tâm, biến hóa vô cùng. Đây là hạt nhân của thiên địa bản nguyên, có thể coi là một hạt giống, tự nhiên nhỏ đến đáng thương, nhưng hạt giống trưởng thành, có thể mọc ra một thế giới hoàn toàn mới. Một bên Lang Hàn để tâm lĩnh hội, một bên thả ra thần thức của mình tiến vào bên trong, để Khởi Nguyên Ma Phương nhận chủ. Khởi Nguyên Ma Phương lần thứ hai từ cực nhỏ trở nên cực lớn, bao trùm Lang Hàn vào, sau đó không biến hóa nữa, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà, ở trong Khởi Nguyên Ma Phương, lại có biến hóa long trời lở đất phát sinh, vô số quy tắc tràn vào trong cơ thể Lang Hàn, nhưng độ cao vượt xa cấp độ của hắn, để hắn đầu đau như búa bổ. Đùng, cơ thể của hắn lập tức sụp đổ, chỉ còn dư lại tinh huyết cùng sinh mệnh bản nguyên đang lưu động, thần thức của hắn cùng Khởi Nguyên Ma Phương dung hợp lại với nhau. Không có thân thể hạn chế, thần thức của hắn cũng lập tức được phóng thích, cuồn cuộn không dứt mà hấp thu Khởi Nguyên Ma Phương truyền tống tới lượng lớn quy tắc. Oanh, toàn bộ khu vực trung lập phát sinh dung chuyển lớn, biến hóa lớn, tất cả mọi người đều bị bài xích ra ngoài. Trừ khi nắm giữ lực lượng thăng nguyên cảnh thậm chí mạnh hơn mới có thể cưỡng ép tiến vào, nhưng nhân vật như vậy nếu tiến vào, sẽ bị thiên địa không dung, trực tiếp đánh giết thành cặn bã, bởi vậy, đây là khó giải. Không có ai quấy rối Lang Hàn, thời gian như bay, 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vội vã mà qua. 1400 năm sau, khu vực trung lập này cuối cùng lại nổi lên biến hóa lớn, không bài xích người ngoài nữa, bất kể là dị vực hay tiên vực, đều phái ra lượng lớn tiên phủ cảnh tiến vào. Bọn họ muốn tìm ra chân tướng 1400 năm trước phát sinh biến cố, đương nhiên, nhiều tiên vương cũng nói ra một chút bí mật, nói trong khu vực trung lập có thể sẽ sinh ra thiên địa chí bảo kinh người. Vì lẽ đó, những người này còn gánh vác một sứ mệnh khác, chính là tìm kiếm món chí bảo này, nếu như có. Mấy năm sau, Khởi Nguyên Ma Phương rốt cuộc bị người tìm ra, hơn nữa còn không chỉ một nhóm người, mà là 7 nhóm, tiên vực, dị vực đều có, cũng gợi ra đại chiến, hai đại vực toàn bộ cuốn vào. Bởi vì vẫn chỉ có tiên phủ cảnh mới có thể đi vào, song phương không có lực lượng siêu cấp giải quyết dứt khoát, làm cho chiến đấu cực kỳ kịch liệt cùng xoắn xuýt, ai cũng không thể áp đảo ai. Quan trọng nhất là, song phương không có điều động lực lượng cấp bậc đế tinh. Chí ít bên tiên vực, đám đế tinh Kỳ Vô Danh, Hồng Hoang, Ngải Lý Nạp, Tinh Thần Nguyệt đều ở vị trí bí ẩn bế quan, có người nói có đại nhân vật đang toàn lực bồi dưỡng bọn họ, một khi xuất hiện, thực lực chắc chắn kinh thiên động địa. Có thể bên dị vực kia cũng như thế, nhưng đế tinh không ra, cuộc chiến tranh này liền giằng co, không có ngã về một bên nào. Tổng thể mà nói, là dị vực càng mạnh hơn, nhưng ở khu vực trung lập này, ưu thế của bọn họ chịu hạn chế rất lớn. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, không, đây là một hồi chiến tranh, vì tranh cướp Khởi Nguyên Ma Phương bạo phát chiến tranh. Mà ở trong Khởi Nguyên Ma Phương, Lang Hàn đột nhiên tỉnh lại. Hơn 1000 năm qua, hắn vẫn ở vào trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, bị lực lượng quy tắc trong Khởi Nguyên Ma Phương không chừng mực xung kích, vẫn đang bị động tiếp thu. Ngoài ra, còn có pháp môn liên quan tới làm sao điều khiển Khởi Nguyên Ma Phương vận chuyển vùng thế giới này. Hiện tại, hắn rốt cuộc tiếp thu xong hết thảy tin tức. Một ý nghĩ của hắn động, oanh, một đạo liệt diễm thiêu đốt, thân thể của hắn lập tức gây dựng lại, thân thể trần truồng tỏa ra tinh khí sinh mệnh bàng bạc. Thế giới này, thuộc về hắn, đây là một loại cảm giác không cách nào miêu tả, toàn bộ khu vực trung lập đều nằm trong tay hắn, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn trời sập trời liền sập, muốn đất nứt đất sẽ nứt. Hắn là chúa tể của toàn bộ thiên địa, ở đây, hắn không cần lo lắng vấn đề tiêu hao quy tắc, thậm chí không cần Hắc Tháp bổ sung quy tắc cho hắn, bởi vì hắn là chúa tể của vùng thế giới này, thậm chí ở trên quy tắc. Chương 2476, đế tinh xuất hiện. Vậy còn cần quy tắc cọng lông, hiện tại ta có thể giết tiên vương tầng 9, nếu như đối phương tiến vào vùng thế giới này. Lang Hàn thầm nghĩ, vùng thế giới này có thể đạt đến độ cao của chuẩn thiên tôn, nói cách khác, lực lượng cực hạn của hắn cũng là chuẩn thiên tôn. Nếu mang theo hai chữ thiên tôn, vậy liền tuyệt đối ngự trị ở trên tiên vương tầng 9. Song phương căn bản không cùng một đẳng cấp, có điều, nếu như những tiên vương tầng 9 kia của dị vực, cũng chính là cường giả thập bát liên biết Khởi Nguyên Ma Phương đã bị ta đoạt, tất nhiên không dám bước vào nơi đây, thậm chí mời thiên tôn trực tiếp ra tay, phá hủy vùng thế giới này, vậy ta không chỉ giết không được cường giả dị vực, còn có thể tổn thất lớn. Lang Hàn thầm nghĩ, Hiện tại hắn là chúa tể của vùng thế giới này, có thể cuồn cuộn không ngừng lấy ra lực lượng thiên địa biến hóa để cho bản thân sử dụng, như vậy tốc độ tinh tiến sẽ nhanh đến mức kinh người, thậm chí, hắn có thể tự định quy tắc, căn bản không cần đi bí cảnh gì, trực tiếp tăng cao tu vi. Thiên địa là hắn định đoạt, tu vi cảnh giới tự nhiên là chút lòng thành. Không được, hắn lập tức lắc đầu, ở vùng thế giới này tu luyện ra tu vi, cũng chỉ có thể áp dụng ở trong thế giới này, nếu không thì, thiên địa của tiên vực căn bản sẽ không thừa nhận, thậm chí có khả năng nhằm vào hắn. Đáng tiếc, Lang Hàn lắc đầu, có điều, ta mưu tính tốt nói không chắc có thể âm chết lượng lớn cường giả dị vực, đến thời điểm ấy kiếm lấy chiến công sẽ lớn kinh người. Ở Thông Thiên Quan chống đỡ cường giả dị vực, mỗi lần chiến đấu qua đi đều sẽ phân phối chiến công, đặc biệt là chém giết cường giả dị vực, vậy chiến công càng nhiều kinh người. Cái chiến công này không phải người định, mà là do thiên địa tính. Thiên địa có linh, bằng không sao có thể có quy tắc tồn tại. Trước càng là sớm mở Long Môn Sơn, chính là thiên địa tự cứu mình. Chiến công có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện, nhưng quý giá nhất là luân hồi chi môn, có thể để cho võ giả luân hồi sống lại, nhưng điều này cần chiến công nhiều vô cùng, dành cho võ giả cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu như chém giết một cường giả thập bát liên, vậy có thể đổi lấy đến đủ thần thiết, tiên ma kiếm tăng lên tới cấp bậc tiên khí hay không? Hơn nữa số may, hắn có thể chôn giết cường giả thập bát liên hơn xa một cái. Bởi vậy, hắn hơi suy nghĩ, xèo, khởi nguyên ma phương lập tức chuyển động, hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Cái gì, thiên địa hạt nhân đâu? Mọi người đang đại chiến, nhìn thấy khởi nguyên ma phương đột nhiên biến mất, mỗi người đều kinh hãi, không khỏi dừng lại chiến đấu. Bảo vật không còn, vậy còn đánh cái rắm? Ai làm? Có người hỏi, tức đến nổ phổi. Nhất định là quái vật dị vực, là những cặn bã các ngươi. Người của hai bên chỉ trích lẫn nhau, đều cho rằng đối phương động chân động tay, đã lấy đi khởi nguyên ma phương. Vù, một luồng khí thế đáng sợ cuốn qua, một bóng người hiện lên, đây là một sinh linh hình người, nhưng mọc ra móng bò, cánh rơi, sau lưng còn có một cái đuôi dài, trên đầu mọc một chiếc sừng, da rẻ đỏ đậm. Tạp Chát Long, nhìn thấy người này, tất cả mọi người dị vực đều hoan hô, thật giống như hắn là một vị tiên vương vô địch. Ánh mắt của Tạp Chát Long đảo qua, ánh mắt cực kỳ sắc bén, tràn ngập áp lực vô cùng, võ giả tiên vực bị hắn nhìn một chút liền cảm thấy thân thể muốn nổ tung. Đây là người nào, cũng quá mạnh mẽ đi. Giết, một tên thiên kiêu tiên vực ra tay, tóm tới Tạp Chát Long. Hắn là ngũ bí đế giả, thổ dân của Thông Thiên Quan, hậu nhân của một tên tiên vương tầng 8. Tạp Chát Long chỉ lạnh lùng nhìn người kia, chờ thiên kiêu tiên vực áp sát, hắn mới ra tay, cũng không thấy động tác của hắn nhanh cỡ nào, nhưng tay vừa nhấc, cổ của thiên kiêu tiên vực kia liền rơi xuống trong tay của hắn. Thẻ, một tiếng vang giòn, cái cổ của thiên kiêu tiên vực đã bị vặn gãy, khí tức trong nháy mắt tuyệt diệt. Thuấn sát, ngũ bí đế giả lại bị thuấn sát, sao có thể có chuyện đó? Võ giả tiên vực ở đây đều kinh hãi, trên lý thuyết mà nói, ngũ bí đế giả hẳn là lực lượng mạnh nhất nơi này. Đúng, ngũ bí đế giả còn có thực lực phân chia cao thấp, nhưng chênh lệch tuyệt đối không thể lớn đến trình độ một đòn thuấn sát. Đế tinh, có người run giọng nói, cuối cùng có đế tinh xuất hiện, đây là tồn tại vượt qua đế giả, mạnh đến nỗi khiến người ta không cách nào tưởng tượng, có người nói tồn tại nhất định có thể trở thành tiên vương tầng 9, chính là tư chất vô thượng. Dị vực phát động đế tinh, hoàn toàn thay đổi thiên bình thắng lợi của cuộc chiến tranh này. Tạp Chát Long, các võ giả dị vực đều hoan hô hò hét, hưng phấn đến không muốn không được. Nhưng Tạp Chát Long không hề có vẻ đắc ý, dưới cái nhìn của hắn thuấn sát ngũ bí đế giả không phải chuyện đương nhiên sao, cần ngạc nhiên gì. Hắn chỉ quét một vòng nói, khởi nguyên ma phương ở đâu, bị những gã yếu tiên vực này không biết dùng thủ đoạn gì lấy đi. Có cường giả dị vực nói láo, rõ ràng là các ngươi trộm đi. Võ giả tiên vực lập tức phản bác, Tạp Chát Long cười gằn, tỏa ra khí thức vô cùng lạnh lẽo, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, chỉ cảm thấy lạnh cả người, khó chịu đến không cách nào hình dung. Hắn lạnh nhạt nói, ta nguyên bản xem thường giết những cặn bã các ngươi, nhưng các ngươi giấu đi khởi nguyên ma phương, đây là đang tìm cái chết. Xèo, thân hình hắn hơi động, nhất thời hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh. Đùng 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 đùng, trong nháy mắt thì có mấy trăm tiên vực tiên phủ cảnh chịu khổ tàn sát, trong đó có học sinh ưu tú đến từ Thánh Nguyên Học Viện, cũng có thiên kiêu trong thổ dân, nhưng càng nhiều là tiên phủ cảnh trong tất cả thế lực lớn ở Thông Thiên Quan. Chỉ vừa giết như thế, liền để tất cả mọi người của tiên vực khó khăn nuốt nước miếng. Quá mạnh mẽ, đồng dạng là tiên phủ cảnh, làm sao chênh lệch sẽ to lớn như thế, sát tinh như vậy ai có thể chống lại. E chỉ cần một mình hắn liền có thể giết hết thảy cường giả tiên vực ở nơi đây. Dám động người của tiên vực ta, ngươi chán sống. Một âm thanh cực kỳ kiêu ngạo vang lên, chỉ thấy xa xa có một bóng người bay lượn, tốc độ nhanh kinh người lao tới. Đây là một nam tử cực kỳ trẻ tuổi, góc cạnh rõ ràng, tràn ngập anh khí bừng bừng. Hắn trang điểm mộc mạc, chỉ mặc một trường sam màu xanh lam bình thường, nhưng tự nhiên có một luồng khí chất khiến lòng người thuyết phục. Chương 2477, giúp đỡ một tay. Mới đầu hắn còn ở chỗ xa xôi, nhưng chỉ mấy cái nháy mắt, hắn liền tới đến phụ cận. Ngải Lý Nạp, người tiên vực đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức thần tình kích động, lớn tiếng hoan hô. Ngải Lý Nạp, đế tinh bên tiên vực, có người nói bước vào tiên phủ thời gian sớm hơn đám người Kỳ Vô Danh. Ánh mắt của Tạp Chát Long đảo qua, hơi có chút thận trọng. Cường giả trong lúc đó có một loại cảm ứng nhạy cảm, Ngải Lý Nạp để hắn có một loại cảm giác đối phương rất mạnh. Có điều, hắn càng nhiều chính là tự tin cùng xem thường. Quỷ nhát gan, rốt cục dám đi ra đánh một trận sao? Ha ha, giết ngươi như làm thịt chó, hung hăng như thế làm gì? Ngải Lý Nạp từ tốn nói, còn phất góc áo một hồi, phảng phất như đối phương chỉ là bụi trần không hề bắt mắt chút nào. Lớn mật, người dị vực đều giống to. Tạp Chát Long chỉ nở nụ cười, ngươi sẽ không chỉ có thể ngoài miệng nói khoác chứ? Vậy ra tay đi, ta để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ngải Lý Nạp nói, tác thành ngươi. Tạp Chát Long quả đoán ra tay, xèo, thị lực của mọi người căn bản không thể bắt giữ, hắn đã giết tới trước người Ngải Lý Nạp, đấm ra một quyền, nhất thời thiên địa đều thất sắc, tựa hồ muốn nằm rạp ở trước mặt hắn. Oanh, Ngải Lý Nạp cũng ra quyền đón nhận, hai nắm đấm không có va vào, lực lượng quy tắc bao vây ở trên nắm tay của bọn hắn đã trước tiên đụng vào, phóng ra hào quang vô tận, phảng phất như một vầng mặt trời, xa gần vạn dặm có thể thấy được. Bình thường, sau khi giao thủ một đòn, song phương sẽ từng người lui lại, sau đó tìm cơ hội. Nhưng hai người này không có ý thua quyền chút nào, mà thúc đẩy nắm đấm về phía đối phương. Tốc độ của bọn họ đều rất nhanh, nhưng mỗi đi một bước sẽ phát ra tiếng nổ vang như sấm, để người dưới tiên phủ trực tiếp chấn ngất đi. Quá mạnh mẽ, đây chính là đế tinh. Rốt cục, nắm đấm của hai người chậm rãi đụng vào nhau, lúc này, hào quang càng thêm rực rỡ sáng lên, thật giống như vũ trụ nổ lớn, mỗi người đều như bị mù. Thật lâu sau, ánh sáng mới nhạt đi, chỉ thấy Ngải Lý Nạp cùng Tạp Chát Long cách xa nhau 10 trượng, đều đặt hai tay sau lưng, không có ra tay nữa. Tất cả mọi người ngơ ngác, vừa nãy bọn họ căn bản không nhìn thấy bất luận đồ vật gì, thần thức cũng bị che đậy, nếu như Ngải Lý Nạp hoặc Tạp Chát Long xuống tay với bọn họ thậm chí ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Gió nhẹ lay động qua, góc áo của hai đại đế tinh hơi bồng bềnh. Tu đến bát liên tầng thứ 8, không tồi không tồi. Tạp Chát Long mở miệng, không che đậy tán thưởng với Ngải Lý Nạp. Ngải Lý Nạp cũng nhẹ như mây gió. Cũng vậy, bát liên tầng thứ 8, cái này tương đương với cảnh giới gì? Đại bộ phận người lơ ngơ, nhưng một ít đời sau, truyền nhân của tiên vương tầng 8, tầng 9 lại rõ ràng, trước bát liên tầng 5 đối ứng là tiên phủ ngũ bí, mà từ tầng 6 bắt đầu là đối ứng lục tạng bí cảnh. Đây là tiên phủ cực cảnh, người có thể tu ra cực kỳ ít ỏi, hơn nữa một nửa người trong đó trở lên chỉ có thể tu đến lục bí, thất bí, có thể hoàn thành cực cảnh thập nhất bí, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đế tinh chính là đế tinh, mỗi cảnh giới đều có thể tu ra cực cảnh, khiến người ta chỉ có phần ước ao. Có điều, ta muốn giết ngươi không cần trăm chiêu, Tạp Chát Long từ tốn nói, tự tin 100%. Thứ nhất, cấp độ vị diện của chúng ta cao hơn các ngươi, đánh nhau cùng cấp, ta nghiền ép bất luận ai trong các ngươi. Thứ hai, nơi này không có lực lượng quy tắc bổ sung, nhưng ta đến từ vị diện càng mạnh hơn, quy tắc ngang nhau, sức chiến đấu của ta càng mạnh hơn. Cứ việc nói khoác, Ngải Lý Nạp xem thường nói, ta chỉ dùng nắm đấm nói chuyện, ha ha, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Tạp Chát Long lần thứ hai giết ra, trên làn da màu đỏ có từng viên phù văn phát sáng, hắn tiến vào trạng thái mạnh nhất. Oanh, 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 Ngải Lý Nạp không sợ, cũng vận chuyển tiên thuật, cả người hóa thành một đoàn nước chảy, mỗi một giọt đều nặng như sao, có thể đâm nát tất cả. Nước chí nhu, nhưng cũng chí cương, Ngải Lý Nạp hiển nhiên ở nắm giữ quy tắc hệ thủy đạt đến trình độ kinh người, vạn thủy xuyên không, cực kỳ đáng sợ. Hai đại đế tinh cũng không có dự định du đấu, chỉ đấu đối diện. 100 chiêu, 200, 300 chiêu, tốc độ ra chiêu của bọn họ quá nhanh, diệu pháp ra hết, khiến người ta thán phục. Tất cả mọi người nhìn mà than thở, ngay cả người dị vực cũng không khỏi không khâm phục thực lực của Ngải Lý Nạp, đây quả thật là một nhân vật không tầm thường, nếu như có thể đi dị vực phát triển, vậy tiền đồ vô lượng. Tuy vị diện thổ hãn là vị diện hạ đẳng, nhưng cấp độ ở trên tiên vực, có thể ở nơi cằn cỗi này tu ra sức chiến đấu đáng sợ như thế, vậy đi đến vị diện thổ hãn lực lượng quy tắc càng mạnh hơn, thực lực tự nhiên còn có thể lại có thêm tăng lên. Thậm chí có thể nói, kỳ thực Tạp Chát Long không bằng Ngải Lý Nạp. Ai bảo hắn sinh ở tiên vực, hạn chế tiềm lực cùng thực lực của mình. Tuy hai đại đế tinh trào phúng lẫn nhau, nhưng trên thực tế thực lực của bọn họ cực kỳ tiếp cận, sau 700 chiêu vẫn bất phân cao thấp. Nhưng bọn họ chiến đấu quá mức kịch liệt, lực lượng quy tắc trong cơ thể tiêu hao quá lớn, đều lộ ra vẻ vất vả. Tạp Chát Long, chỉ là một cặn bã của vị diện siêu hạ đẳng, lâu như vậy ngươi vẫn không có quyết định. Âm thanh thăm thẳm vang lên, chỉ thấy một thân hình dài rộng đột nhiên xuất hiện. Chuyện này, là thứ đồ gì? Một con trùng béo, như nhuyễn trùng, dài chừng 10 trượng, to khoảng 4 trượng, mọc ra từng bàn chân nhỏ màu trắng, đầu có hai con mắt thật to, như thủy tinh, cực kỳ mỹ lệ. Tạp Chát Long đột nhiên song quyền rung lên, bước lui Ngải Lý Nạp, sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn nói. Á Mẫu, ngươi tới làm cái gì? Á Mẫu đại nhân, nhìn thấy con đại trùng này, chỉ ít một nửa người dị vực đều nửa quỳ, cung kính hành lễ với nó. Á Mẫu, cũng chính là con đại trùng cười gần kia, nhìn kỹ, kỳ thực nó nắm giữ vẻ mặt cực kỳ nữ tính hóa, mà truyền vang ra thần thức cũng thiên hướng âm nhu, hẳn là một con mẫu trùng. Nàng trăm chân cùng chuyển động, vặn vẹo thân thể đi tới, mỗi bàn chân nhỏ vạch một cái, nàng liền đi tới chỉ ít mấy trăm dặm, chợt trái chợt phải, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, nàng lại giết tiến vào trong đám người, đi đến đâu, nhất thời có từng người tiên vực bị nàng nuốt sống. Chương 2478, sát cây nhân. Hiệu suất của ngươi quá thấp, ta tới thay ngươi. Nàng ăn mấy chục người, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Tạp Chát Long giận dữ nói, ta có thể giải quyết, không cần ngươi nhiều chuyện. Thật sao? Á Mẫu nhìn chằm chằm Ngải Lý Nạp, kẻ nhân loại này không tệ, ta muốn ăn hắn. Biểu hiện của Ngải Lý Nạp nghiêm nghị, mẫu trùng này là đế tinh không thua Tạp Chát Long, nếu như ở bên ngoài khai chiến, cho dù hắn không địch lại cũng không lo có nguy hiểm tính mạng, nhưng nơi này, lực lượng quy tắc trong cơ thể hắn tiếp cận tiêu hao hết, nhưng Á Mẫu là quân đầy đủ sức lực. Nếu giao chiến, cục diện của hắn cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ phải từ bỏ khởi nguyên ma phương, còn có rất nhiều người nơi này một mình đào mạng sao? Người tiên vực cũng mỗi người biểu hiện nghiêm nghị, bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra được mình nguy hiểm cỡ nào, dị vực là đến hai vị đế tinh. Ngải huynh, cần giúp đỡ một tay không? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ thấy một người bịt mặt lặng yên xuất hiện. Lại nói Lang Hàn điều khiển khởi nguyên ma phương trốn xa, đi tới nơi cực xa, sau đó hắn mới có thời gian trải nghiệm một hồi cái đồ chơi mới này. Đúng là món đồ chơi mới, thông qua khởi nguyên ma phương, hắn có thể khống chế toàn bộ thiên địa này. Nếu như hắn buông tay, khởi nguyên ma phương sẽ tiếp tục ở trong vùng thế giới này diễn hóa, cuối cùng hình thành một tân thế giới, có thể sinh ra các loại sinh linh. Nhưng cái này vắt ngang ở giữa hai giới, là chiến trường của hai giới, một khi diễn hóa xong xuôi, triệt để cố hóa, vậy hai giới vừa khai chiến, tất nhiên sẽ làm sinh linh của nơi này chết hết. Bởi vì cấp độ của thế giới này quá thấp, hạt nhân chỉ tương đương với chuẩn thiên tôn, vậy thì độ cao quy tắc tự nhiên càng thấp hơn, có lẽ chỉ có cấp bậc thăng nguyên cảnh, vậy người mạnh nhất cũng chỉ là trình độ này, tự nhiên ở trong chiến đấu chỉ có hóa thành bia đỡ đạn. Lang Hàn thích ứng món đồ chơi này, thật lâu sau, hắn mới hơi có chút tâm đắc, thần thức mở ra, toàn bộ khu vực trung lập đều thành con mắt của hắn. Ở trong vùng thế giới này, hắn chính là chúa tể. Hắn nhìn thấy dị vực đến hai tên đế tinh, uy hiếp tính mạng của tất cả mọi người tiên vực. Chỉ cần hắn sẵn lòng, hắn có thể động một ý nghĩ liền giết chết Tạp Chát Long, Á Mẫu. Nhưng bởi vậy, tiên vương dị vực khẳng định có thể suy đoán ra, khởi nguyên ma phương đã lọt vào trong tay hắn. Đến thời điểm ấy thiên tôn dị vực ra tay, vùng thế giới này căn bản không thể chống lại, chỉ có phần hóa thành hư vô. Đương nhiên, dị vực thiên tôn cũng không thể tùy tiện ra tay, bởi vì đánh tan vùng thế giới này, có lẽ sẽ để tính ổn định của đường nối hai giới rút lui cực lớn, do đó ảnh hưởng bọn họ tiến vào. Tại sao tiên vực thiên tôn không ra tay? Nếu bọn họ chủ động ra tay đánh tan thế giới này, không phải cũng có thể ngăn cản dị vực xâm lấn, chỉ ít có thể thắng được nhiều thời gian hơn sao? Vậy phải hỏi bọn họ. Trong lòng Lang Hàn hơi hiểu ra, chẳng trách đại hắc cầu xem thường đám người phong tình thiên tôn như vậy, bọn họ ở chuyện đối kháng dị vực này quá không tích cực. Hắn tự nhiên không thể trợn mắt nhìn đồng bào tiên vực bị đánh giết, hơi suy nghĩ, bỗng nhiên hiện thân. Thế nhưng, hắn còn muốn đặt bẫy cho tiên vương dị vực, chỉ ít tàn sát 10 mấy 20 tiên vương, tự nhiên không thể biểu hiện mạnh mẽ quá đáng, bằng không sẽ lộ ra sơ sót. Huynh đài xưng hô như thế nào? Ngải Lý Nạp có vẻ hơi kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không quen biết Lang Hàn. Tạp Chát Long, Á Mẫu đều là đế tinh, hơn nữa cảnh giới đều vượt qua ngũ bí, sức chiến đấu cường hãn đến không cách nào hình dung. Nhưng bên tiên vực, đế tinh tiên phủ cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ hắn ra, chỉ có 5 người Kỳ Vô Danh. Nhưng 4 người Kỳ Vô Danh còn đang được những tiên vương đặc huấn, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá giới hạn của ngũ bí, bằng không căn bản không có tư cách tranh đấu với tiên phủ đế tinh của dị vực. Tinh Thần Nguyệt, thứ nhất nàng là nữ, mà người bịt mặt này rõ ràng là nam nhân, thứ hai nàng đang xung kích thập bí, tuyệt đối không thể gián đoạn tu luyện, đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng mà, trực giác của Ngải Lý Nạp nói với mình, sức chiến đấu của người bịt mặt này thật không thua mình. Vậy thì kỳ quái, hắn đến cùng là ai? Lang Hàn khẽ mỉm cười nói, tại hạ sát kê nhân. Sát kê nhân, tất cả mọi người khóe miệng co giật, vậy cũng là tên. Nhưng hắn là người tiên vực, muốn giết gà tự nhiên là võ giả dị vực, ha ha, đây là trần trụi miệt thị dị vực. Nhất thời, có thật nhiều người bật cười, cái tên nói khoác không biết ngượng. Á Mẫu âm trầm nói, trăm chân bay lượn, đã giết về phía Lang Hàn. Xèo xèo xèo, nàng hiển nhiên am hiểu quy tắc không gian, một chân động, không gian bốn phía nhất thời hóa thành từng tầng gợn sóng, làm cho nàng ngang qua như thường, tốc độ nhanh kinh người. Chỉ trong nháy mắt, nàng liền xuất hiện ở trước mặt Lang Hàn, mở ra miệng lớn táp tới hắn. Cái này không chỉ là đơn giản cắn một cái, mà có quy tắc không gian, miệng lớn hóa thành một cái không gian độc lập, một khi bị nuốt vào, căn bản không thể lại trốn ra được. Lang Hàn nở nụ cười, vung quyền, oanh, mọi người chỉ thấy một bóng trắng xẹt qua, Á Mẫu đã bị đánh bay ra ngoài, oanh oanh oanh, một đường đánh tan chỉ ít hơn 1000 tinh thể mới ngừng lại. Người cảnh giới thấp đã không nhìn thấy Á Mẫu ở nơi nào, chỉ có tiên phủ cảnh mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy ở nơi cực kỳ xa xôi, một con đại trùng cả người che kín máu tươi màu xanh lục, dáng dấp có thể nói là thảm đến trình độ cực cao. Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi, hoàn toàn nói không ra lời. Á Mẫu là đế tinh, hơn nữa còn là bát bí, lại bị người một quyền đánh bay, điều này làm cho ai có thể tin tưởng. Kết quả như thế, ngay cả Ngải Lý Nạp, Tạp Chát Long cũng không nghĩ tới, mà bọn họ cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ. Xèo, chỉ thấy một bóng trắng lướt qua, Á Mẫu đã giết trở về, nàng am hiểu quy tắc không gian, ngàn tỷ dặm ở dưới chân nàng chỉ là tấm lòng mà thôi. Nàng nhìn chằm chằm Lang Hàn, trong con mắt thật to lộ ra vẻ kiêng dè mãnh liệt. Cho dù trước đó nàng có chút coi thường Lang Hàn, ra tay bất cẩn, nhưng bởi vì thực lực của Lang Hàn vượt xa nàng, mới có thể một đòn đánh bay nàng. Chương 2479, dị vực tan tác thượng. Bát liên tầng 10, Tạp Chát Long lấy ngữ khí trầm trọng nói, lộ ra cực kỳ kiêng kỵ. Thập bí, Ngải Lý Nạp cũng nói, càng cực kỳ nghi hoặc, hắn rõ ràng cảm giác thực lực của Lang Hàn không khác mình là mấy, làm sao đột nhiên liền thành cường giả thập bí, biến hóa này cũng quá to lớn a. Lang Hàn cười nhạt thong dong, đừng nói thập bí, chỉ cần hắn sẵn lòng, hắn có thể một đòn nổ ra lực lượng của chuẩn thiên tôn, giết tiên vương tầng 9 cũng không khó. Hiện tại các người có tin tưởng, tại hạ là sát cây nhân không? Hắn nói, lời này vừa nói ra, người dị vực đều lộ ra vẻ tức giận. Bọn họ là gà yếu sao? Không phải, bọn họ là kẻ xâm lấn, là cường giả, hiện tại lại bị người nói thành gà yếu, tự nhiên để bọn họ cảm giác chịu đến nhục nhã to lớn. Bát liên tầng 10 dĩ nhiên mạnh mẽ, nhưng chúng ta cũng không thiếu cường giả như vậy. Tạp Chát Long từ tốn nói, thua người không thể thua trận, uy phong của dị vực không thể gãy ở trong tay bọn họ. Ở hai cảnh giới chạm trần, phân hồn này, bọn họ đều đạt được ưu thế nghiền ép, ở tiên phủ cũng vậy, không thể ngoại lệ. Không sai, Xâm Lạc, Bát liên tầng 10, Nại U, Bát liên tầng 10, Ngô Tâm, Bát liên tầng 10, Xích Huyết, Bát liên tầng 11. Tạp Chát Long cùng Á Mẫu phân biệt báo ra tên cùng tu vi của đế tinh dị vực, mà mỗi báo ra một người, bên dị vực kia liền hoan hô một tiếng, sĩ khí trong nháy mắt liền khôi phục, thậm chí đạt đến trình độ sôi trào, cuồng nhiệt. Bên tiên vực là mỗi người đều có chút không thở nổi, bên dị vực lại có nhiều tiên phủ đế tinh như vậy, thậm chí có người đã là tu vi thập nhất bí, cái này quá khủng bố. Số lượng này, chất lượng này, thật giống như đều áp chế bên tiên vực. Lang Hàn cười nhạt nói, để bọn họ lại đây, tới một người, ta liền đánh nổ một cái. Lời này âm thanh tuy không cao, nhưng là tràn ngập sức cuốn hút, để trong lòng của mỗi người tiên vực đều là có thêm một đám lửa, đuổi đi hàn ý. Đi, Tạp Chát Long lớn tiếng nói, chênh lệch hai cảnh giới nhỏ, coi như hắn cùng Mẫu Á liên thủ cũng không thể là đối thủ của Lang Hàn, cậy mạnh ra tay chỉ là muốn chết. Hết cách rồi, trước bọn họ báo ra mấy người, không phải chưa đến, chính là đang bế quan khổ tu, xung kích cảnh giới càng cao hơn. Lang Hàn đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, trở về báo tin, một hai cái liền được rồi, những người khác đều lưu mạng lại nơi này đi. Nghe nói như vậy, người bên tiên vực ai cũng phấn chấn khó hiểu. Khí phách, hả giận, trước đó Tạp Chát Long ra tay đã có mấy trăm người tiên vực bị đánh giết. Mà Á Mẫu lại hung tàn, nuốt sống rất nhiều võ giả tiên vực. Ai bảo bọn hắn yếu thế cơ chứ? Nếu không phải Lang Hàn xuất hiện, chẳng những Ngả Lý Tạp không bảo vệ được bọn hắn, thậm chí còn bị Tạp Chát Long và Á Mẫu liên thủ tiêu diệt. Lang Hàn xuất hiện, một quyền đánh bay Á Mẫu, hiện tại lại mở miệng nói, muốn tiêu diệt toàn bộ địch nhân dị vực. Chuyện này tự nhiên khiến cho bọn hắn hưng phấn không thôi. Á Mẫu và Tạp Chát Long đều nghiêm túc, bọn hắn chênh lệch với Lang Hàn một tiểu cảnh giới, chiến lược ít nhất cũng yêu hơn gấp trăm lần. Hai người liên thủ cũng vô dụng, căn bản không có khả năng đánh lại Lang Hàn. Không, cho dù là toàn bộ người dị vực ra tay, cộng lại cũng không phải là đối thủ của một mình Lang Hàn. Đi đi, chúng ta bọc hậu, Tạp Chát Long nói, hắn thân là người mạnh nhất của dị vực ở đây, đương nhiên phải có trách nhiệm. Vâng, người dị vực cho dù có hung hăng càn quấy, tàn nhẫn, dã man, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chỉ có thể cúi đầu, liên tục lui lại. Ta để cho các ngươi đi sao? Lang Hàn lạnh lùng nói, thân thể chuyển động, hòa thân thành ngàn ngàn vạn. Phanh phanh phanh, ngàn vạn Lang Hàn đồng thời ra tay, lập tức có hơn ngàn tên dị vực bị đánh nát đầu, thần hồn câu diệt. Nếu như hắn muốn, đừng nói là hơn ngàn, cho dù là 1 ức, 10 ức cũng chỉ có thể bị hắn miểu sát. Người quá mức, Á Mẫu và Tạp Chát Long đều cả giận, từ trước tới nay chỉ có người dị vực bắt nạt tiên vực. Bây giờ lại bị một gã người tiên vực chém giết như là chém gà, khiến cho bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Vậy sao? Lang Hàn thờ ơ, lần nữa ra tay. Phanh phanh phanh, một võ giả dị tộc bị đánh nát, thân thể hóa thành huyết vụ. Đi, nhanh lên, Á Mẫu và Tạp Chát Long đều giống lớn, một mặt bản thân cũng bắt đầu lui lại. Nếu như còn không chạy trốn, tất cả bọn hắn sẽ phải ở lại nơi này. Giết, võ giả tiên vực thì hưng phấn đuổi giết, trải qua thời gian dài, oán khí trong lòng bọn hắn đọng lại đã rất nhiều. Tiên vực vẫn là đối tượng bị xâm lấn, từng đời rồi lại từng đời, không biết bao nhiêu tuấn kiệt bị chôn xương ở đây. Thậm chí ngay cả xương cốt cũng không còn, mà hai lần trước tiến hành luận bàn giữa Trảm Trần, Phân Hồn. Bên tiên vực cũng hoàn toàn bị đánh cho tan tác, ngay cả một trận cũng không thắng được. Hiện tại gặp được mãnh nhân như Lang Hàn, đánh cho dị vực hoa rơi nước chảy. Thậm chí ngay cả đế tinh cũng bị một quyền đánh bay. Chuyện này khiến cho bọn hắn ngoài hả giận ra, cũng hoàn toàn bộc phát lửa giận tích lũy trong lòng. Chiến chiến chiến, bọn hắn muốn chiến một trận thống khoái. Oanh, người tiên vực như thủy triều giết tới, người dị vực thì hoảng hốt chạy trốn. Huynh đài, tiểu nhân vật có thể không để ý tới, nhưng mà hai tên này nhất định phải diệt. Ngải Lý Nạp nói, một mặt chỉ vào Tạp Chát Long và Á Mẫu. Đây chính là hai gã đế tinh, nếu như để mặc cho đối phương phát triển, tương lai tất thành cường ghẻ đáng sợ cấp bậc tiên vương cửu trọng thiên. Đến lúc đó lại không biết có bao nhiêu người tiên vực bị tàn sát. Lang Hàn gật đầu, đây là chiến tranh, không có chỗ cho thương cảm. Hơn nữa dị vực là phương xâm lấn, như vậy càng không cần phải đồng tình với bọn chúng. Siêu, thân thể khẽ động, đã ngăn lại Tạp Chát Long và Á Mẫu. Cái sừng trên đầu Tạp Chát Long lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Lang Hàn rồi nói. Á Mẫu, từ chiến tới cùng, một kích tuyệt mệnh. Trên mặt Á Mẫu cũng hiện lên vẻ tàn nhẫn và hiếu chiến. Tốt, cho dù chết cũng phải kéo theo một tên đệm lưng. Bọn họ đều đang vận chuyển bí pháp gì đó, sừng sáng lên, đạt tới mức tận cùng rồi trực tiếp hòa tan. Đưa chiến lực bọn hắn tăng lên không chỉ 10 lần, một người khác thì tứ chi tự mình đứt rời, dùng phương thức tự hại mình tăng chiến lực lên.